Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 231, Giang tiên sinh. Ngay cả bản thân Chu Dương cũng bàng hoàng. Anh căn bản không quen biết Giang tiên sinh, thậm chí trong số những người anh quen biết, hoàn toàn không có bất kỳ ai là bác sĩ. Nhưng Trần Thế Hào lại nói một cách chân thật và thành khẩn như vậy, cả thành phố Đông Hải này, chỉ có Chu Dương anh mới có thể mời Giang tiên sinh đến. Câu nói này rốt cuộc có ý gì? cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của hổ gia và vị bác sĩ chu dương cũng mỉm cười khổ sở đừng nói là hai người bọn họ đang kinh ngạc ngay cả bản thân anh giờ phút này cũng không biết phải nói gì đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu chu dương ngay sau đó anh bắt đầu suy nghĩ nhiều về nó đầu óc như muốn nổ tung toàn bộ thành phố đông hải chỉ anh mới có thể mời được hơn nữa còn là trần thế hào nói chẳng lẽ trừ nguyên nhân đó ra Chu Dương không nghĩ ra thêm nguyên nhân nào khác, để mình có thể có tư cách mời được một người tài giỏi như vậy. Lập tức, Chu Dương liền kích động. Mọi người không biết tại sao Chu Dương lại đột nhiên kích động như vậy, nhưng họ rõ ràng cảm nhận được, có lẽ Chu Dương thật sự có thể mời Giang Tiên Sinh tới. Đến lúc đó, vết thương của Thẩm Bích Quân chắc không còn gì đáng ngại. Ánh mắt đầy mong đợi của Chu Dương nhìn về phía Trần Thế Hào, hy vọng thấy câu trả lời khẳng định trên khuôn mặt ông ấy. Trần Thế Hào cũng không phụ sự kỳ vọng của anh, mỉm cười gật đầu. Quá tốt rồi, vậy tôi đi mời Giang Tiên Sinh, bây giờ ông ấy ở đâu? Chu Dương vung ra một quả đấm, nhất thời cảm thấy tràn đầy năng lượng, hận không thể dùng hai chân, nhanh chóng chạy đến trước mặt Giang Tiên Sinh. Có một vị lãnh đạo lớn vừa nghỉ hưu, chuyển đến viện điều dưỡng Thành Đông ở Đông Hải để dưỡng bệnh, Giang Tiên Sinh chắc cũng có ở đó. Audio điện tử võ tấn bền Hồ Gia nói: Ông ấy không biết chuyện gì xảy ra với Chu Dương, sao đột nhiên cả người anh lại tràn đầy năng lượng như vậy. Nhưng theo phán đoán của mình, Hồ Gia cảm thấy Chu Dương thật sự có thể mời Giang Tiên Sinh tới. Khi đó, ông cũng có thể thấy mặt mũi thật sự của bậc thầy trong ngành y Giang Tiên Sinh, có thể xem là hoàn thành một tâm nguyện. Đi, bây giờ tôi sẽ đi ngay, bệnh viện các ông hãy dùng các biện pháp, bảo đảm sự an toàn cho Thẩm Bích Quân, tất cả chờ tôi mời Giang Tiên Sinh đến rồi nói tiếp. Chu Dương nói xong, đưa theo Trần Thế Hào và Nghiêu Xuyên, ba người chạy thẳng tới Viện Điều Dưỡng Thành Đông. Viện Điều Dưỡng Thành Đông ở Đông Hải. Viện dưỡng bệnh này nằm ở bên bờ biển, không nhiều người biết đến. Bởi vì đây là Viện Điều Dưỡng cấp quốc gia, người đến đây dưỡng bệnh, tối thiểu cũng là cán bộ cấp phó trở lên. Bên ngoài lại có không ít binh lính, súng đạn sẵn sàng, canh phòng nghiêm ngặt. Một khi có người đến gần, sẽ bị nhắc nhở cảnh cáo. Nếu như có người dám liều mình xông vào, thì hoặc là bị bắt lại, hoặc là bị bắn một viên đạn. Ba người Chu Dương mất 20 phút, trên đường không biết đã vượt bao nhiêu chạm đèn đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất để tới viện điều dưỡng Thành Đông. Giang Tiên Sinh chắc là đang ở bên trong, nhưng muốn đi vào, không phải người bình thường có thể làm được. Trần Thế Hào nhẹ giọng nói, ngước nhìn viện điều dưỡng Thành Đông, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Trong này mỗi một người đến dưỡng bệnh đều là trụ cột lão làng của quốc gia. Mặc dù bọn họ bây giờ có thể đã về hưu, nhưng năng lực không hề nhỏ. Dẫu sao, có thể ngồi vào vị trí kia, thuộc hạ dưới trướng của họ cũng không biết có đến bao nhiêu người. Mà chỉ cần có một chút giao tình, sau này, đều có thể dùng đến. Chu Dương không đợi được nữa, chỉnh sửa quần áo một chút, liền xài bước nhanh về phía viện điều dưỡng. Đứng lại, anh là ai? Hai tên hộ vệ ngăn cản mấy người bọn họ, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Chu Dương rất ghét loại ánh mắt giò xét này, nhưng anh biết, bây giờ là thời khắc đặc thù, hơn nữa bản thân đang ở một nơi vô cùng quan trọng. Một khi phòng vệ không thích đáng, bị phần tử khủng bố lẻn vào, làm bị thương người bên trong. Như vậy không chỉ khiến nội bộ trong nước sẽ rối ren, thậm chí còn sẽ dẫn tới sóng to gió lớn trên toàn quốc tế. Chúng tôi tới tìm Giang Tiên Sinh. Chu Dương trầm giọng nói, trong lòng có chút thấp thỏm. Toàn bộ Đông Hải chỉ có bản thân anh mới có thể mời được Giang tiên sinh, cho dù đến cả lãnh đạo chính phủ của thành phố Đông Hải cũng không mới được. Chu Dương chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút, liền biết ngay nguyên nhân. Nếu nói về thân phận và tài sản, nhìn bề ngoài, người mạnh và giàu hơn anh ở Đông Hải có rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng không mời được Giang tiên sinh, mà Chu Dương có thể so sánh với mấy người đó thì chắc là chỉ có một nguyên nhân. Anh là con cháu chủ gia mà trước đây chu gia có ân tình với giang tiên sinh hoặc có thể nói giang tiên sinh chính là người của chu gia nguyên nhân này xuất hiện mãi trong đầu chu dương ngoài trừ điều này ra anh không tìm được bất kỳ lý do gì khác để nghiệm chứng lời nói của trần thế hào giang tiên sinh các anh là ai giang tiên sinh không phải là người mà các anh muốn gặp thì gặp tên hộ vệ gác cổng quan sát chu dương từ trên xuống dưới phát hiện chu dương rất trẻ tuổi mặc dù chu dương ăn mặc không tệ nhìn qua cũng có chút phong độ khí chất nhưng ở đây trong mắt những người lính gác cổng anh cũng tương tự như những tên nhà giàu vô học kém cỏi trong mắt những tên hộ vệ này chu dương chính là một người như vậy mà anh tới mời giang tiên sinh rất có thể chỉ vì muốn thể hiện thậm chí để khoe khoang với người khác đối với người như vậy những hộ vệ gác cổng này không trực tiếp ra tay đuổi đi đã coi như khách khí lắm rồi đi mau đây không phải là nơi các anh có thể đến gần thấy Chu Dương vẫn không chịu đi, thậm chí không từ bỏ ý định muốn vào trong, tên hộ vệ đưa tay lên chuẩn bị đẩy Chu Dương. Nhưng trước khi tay của anh ta kịp chạm vào người Chu Dương, thì tay còn lại đã bị một cánh tay khác khống chế đẻ ép xuống. Mà cánh tay này, chính là của Ngưu Xuyên. Trong buổi họp báo, Tăng Đại Đầu đột nhiên nổi điên ngông cuồng, ám sát Chu Dương. Ngưu Xuyên vào lúc đó, lại không kịp phản ứng, mới khiến thẩm bích quân đứng ra, ngăn chặn mũi dao cho Chu Dương bây giờ thẩm bích quân bị thương nặng đe dọa đến tính mạng như xuyên không ngừng tự trách mình cậu âm thầm quyết định nhất định sẽ không để người khác động vào một cọng lông nào của chu dương mặc dù cậu ấy biết viện điều dưỡng này là nơi hết sức quan trọng thậm chí trong tay những tên hộ vệ kia đều có vũ khí nhưng cậu ấy cũng không phải là một người nhát gan huống hồ trước kia khi là một người lính cậu cũng không phải là chưa từng dùng đến súng a à, tên hộ vệ bị ngăn cản sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc, chăm chú nhìn Như Xuyên. Sau đó, anh ta xoay nhanh cánh tay, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Như Xuyên. Một lần nữa quay về hướng dò thám Chu Dương. Láo xược, Như Xuyên nhìn thấy người hộ vệ không biết phải trái, liền hét lớn một tiếng, trực tiếp bật người lên, đánh một phát mạnh vào tay anh ta. Nhất thời, một luồng khí mạnh phát ra. Chu Dương thậm chí còn cảm nhận được một luồng gió thổi qua mặt mình. Hai nắm đấm va chạm nhau. Ngưu Xuyên và tên hộ vệ đều thụt lùi về sau. Tên hộ vệ kia lùi lại 8 bước, ánh mắt trở nên kinh hãi nhìn về phía Ngưu Xuyên, thậm chí còn có chút không tưởng tượng nổi. Chu Dương chú ý quan sát, so sánh với tên hộ vệ thụt lùi 8 bước thì Ngưu Xuyên chỉ siết chặt chân lùi ba bước. Điều này chứng tỏ nếu bàn về thực lực, tên hộ vệ kém xa Ngưu Xuyên. "Đủ rồi, tôi có tín vật này, anh hãy đưa cho Giang tiên sinh, ông ấy nhìn thấy sẽ tự biết." Lúc này trần thế hào nhẹ giọng nói ông ấy lấy một miếng ngọc bội trong suốt từ trong túi ra đưa cho tên hộ vệ chu dương không nhìn rõ miếng ngọc bội đó rất cuộc có hình dáng như thế nào nhưng mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt anh có cảm giác trước đây từng thấy miếng ngọc bội như vậy ở đâu đó thậm chí còn cầm trong tay chơi đùa chỉ là trong lúc nhất thời anh cũng không nhớ nôi tên hộ vệ nửa tin nửa ngờ nhận lấy ngọc bội bảo một người khác coi chừng mấy người chu dương sau đó xoay người đi vào viện điều dưỡng. 5 phút sau, khi Chu Dương đang sốt ruột chờ đợi, một người từ trong viện điều dưỡng vội và chạy tói. Ngọc bội này là của ai? chương 232 ép buộc ra tay. Người đang bước đến là một ông già khoảng 60 tuổi. Mái tóc đã bạc màu nhưng khuôn mặt không có nhiều nếp nhăn. Ngược lại, da mặt có vẻ rất nhẵn nhụi. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn không tin ông đã 60 tuổi miếng ngọc bội này là của ai? Ông ấy cầm ngọc bội trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn mấy người bọn họ, sau đó dừng trên người Chu Dương. Mấy người Chu Dương cũng dương mắt nhìn lại. Đây chính là Giang Tiên Sinh. Nhìn như vậy, đâu có giống dáng vẻ của bậc thầy ngành y. Bộ dạng này, không khác biệt lắm với những ông lão ở ngoài đường. Chu Dương cảm thấy ảnh mắt Giang Tiên Sinh nhìn minh chút kỳ lạ, dường như đang mong đợi điều gì đó. Khi nhìn miếng ngọc bội trên tay ông, Chu Dương đã hiểu ra một chút, Giang Tiên Sinh dường như muốn nghe câu trả lời từ anh. Nhưng miếng ngọc bội này quả thật không phải của anh, anh cũng không thể nói dối ngọc bội là của mình. "Miếng ngọc bội này là của tôi, ông là Giang Tiên Sinh đúng không?" Trần Thế Hào nhẹ giọng nói, trên khuôn mặt ông ngoại trừ có chút kinh ngạc thì không có biểu cảm gì khác, thậm chí trong lời nói của ông, biểu cảm cũng không thay đổi. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Trần Thế Hào, Giang Tiên Sinh nhìn chăm chú vào ông ấy. Trong mắt có chút thất vọng. Giang tiên sinh nhìn Trần Thế Hào, tối thiểu chắc tầm 40 tuổi, nhất thời cảm thấy có chút buồn bã. Có trời mới biết, ông đã kích động như thế nào khi vừa nhìn thấy miếng ngọc bội. Vì thế, ông đã giao công việc kiểm tra sức khỏe nhà lãnh đạo cho những người khác, vội vã chạy ra gặp chủ nhân của miếng ngọc bội. Nhưng Trần Thế Hào lại tầm 40 tuổi, hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ trong lòng của Giang tiên sinh. Lẽ ra Chủ nhân của miếng ngọc bội này là người tầm 20 tuổi mới đúng. Ba người trước mặt Giang Tiên Sinh bây giờ, chỉ có Chu Dương có tuổi tác phù hợp. Ừ, là tôi, nếu ngọc bội này là của ông, tôi tự nhiên sẽ đồng ý với ông một điều kiện, chỉ cần không phải việc gì quá đáng thì tôi sẽ đồng ý. Giang Tiên Sinh kìm nén lại cảm xúc lúc nãy, lấy lại tinh thần, cười nói. Nếu chủ nhân miếng khối ngọc bội này là Trần Thế Hào, Giang Tiên Sinh cũng sẽ không vì vậy mà chặn họ lại ngoài cửa dẫu sao miếng ngọc bội này cũng đại diện cho lời hứa năm đó trần thế hào khẽ gật đầu nhìn chu dương giang tiên sinh tình hình là như vậy trong lòng vốn đã sốt ruột như lửa đốt chu dương vội vàng nói về tình hình vết thương của thẩm bích quân đặc biệt nói rõ về sự nguy cấp của vết thương mặc dù bác sĩ bệnh viện đã nói tình hình trước mắt e rằng chỉ có giang tiên sinh mới có thể đủ khả năng làm phẫu thuật nhưng trong lòng chu dương vẫn rất lo lắng dù sao vết dao cũng rất gần tim chỉ một chút sơ ý sẽ nguy hiểm đến tính mạng của thẩm bích quân phải thật tỉ mỉ và cẩn thận không được xảy ra sai sót vì vậy chúng tôi muốn mời giang tiên sinh ra tay cứu giúp nhờ ông tiến hành làm phẫu thuật cho bạn của tôi bất kể kết quả như thế nào chúng tôi đều sẽ trả thù lao xứng đáng chu dương nghiêm túc nói nếu giang tiên sinh thật sự có thể điều trị lành vết thương cho thẩm bích quân cho dù chu dương phải bỏ ra toàn bộ tài sản của mình anh cũng không hề tiếc Chu Dương tin rằng, tiền bạc căn bản không thể so sánh với tính mạng. Chỉ cần người còn sống, muốn kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Cậu cảm thấy tôi giống như một người tham tiền lắm sao? Giang Tiên Sinh cười khanh khách. Tôi nợ chủ nhân của miếng ngọc bội này một lời hứa, bây giờ miếng ngọc bội này ở trong tay các cậu, các cậu đem nó đến tìm tôi, có chuyện gì, tôi tất nhiên sẽ không từ chối, huống hồ là việc cứu người. Giang Tiên Sinh trầm giọng nói mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng giang tiên sinh vẫn cảm thấy vui mừng thanh than có thể không tiếc sử dụng miếng ngọc bội để đến tìm ông chỉ vì cứu một người nhưng phần chân tinh này xứng đáng được ông giúp đỡ các cậu đi về trước đi tôi sắp xếp xong công việc kiểm tra sức khỏe cho lãnh đạo rồi tới liền đây là danh thiếp của tôi các cậu cầm đến bệnh viện đưa cho bọn họ bọn họ sẽ biết phải làm gì giang tiên sinh mỉm cười lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho chu dương danh thiếp màu đen tuyền chữ phía trên toàn bộ đều là màu trắng trên mặt tấm danh thiếp cũng chỉ có ba chữ giang phàm sinh đây chính là tên của giang tiên sinh chu dương nhìn tấm danh thiếp tự nhiên thấy dùng mình tấm danh thiếp này chỉ có hai màu trắng đen mà ba chữ giang phàm sinh nổi bật trên nền trắng đen đó nhìn có chút thần bí không biết có phải ảo giác không mà chu dương luôn cảm thấy tấm danh thiếp này có một loại cảm giác ảm đạm rất nhanh sau đó ánh mặt trời chiếu xuống cắt đứt cảm giác này của anh nhận lấy tấm danh thiếp mấy người chu dương không ở lại lâu đang chuẩn bị quay người trở lại bệnh viện là ai muốn tìm ông giang còn đánh bị thương lính gác ở đây ngay lúc này có một giọng nói cộc cằn truyền tới thanh âm vang vọng tràn đầy khí thế chu dương lại cảm thấy lỗ tai như bị chấn động chu dương xoay người nhìn lại thấy một người đàn ông cơ thể cường tráng hùng hùng hổ hổ bước tới Người đàn ông đó tầm 50 tuổi, mặt chữ điền, cặp lông mày rậm dáng ngang, giống hai thanh kiếm vắt qua, đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua Chu Dương. Phương Đại Tướng, sao ông lại tới đây? Giang Tiên Sinh nhìn thấy người đàn ông này, cũng không biết phải làm thế nào. Hừ, ông Giang, đang kiểm tra sức khỏe cho tôi, vừa nhìn thấy một miếng ngọc bội, liền không thèm quan tâm tôi nữa, trực tiếp chạy ra đây, chẳng lẽ chính là vì mấy thằng nhãi danh này sao? Người đàn ông mà Giang Tiên Sinh gọi là Phương Đại Tướng đó, sớm đã nhìn chằm chằm vào ba người Chu Dương. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng Chu Dương cũng có chút kinh ngạc. Anh không ngờ rằng, Giang Tiên Sinh lại bỏ mặc vị Đại Tướng này, chỉ vì ra đây gặp mấy người anh. Điều khiến Chu Dương kinh hoàng hơn cả chính là tác dụng lớn của miếng ngọc bội, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả một vị Đại Tướng. Tôi nghe Hồ Vệ nói, bên ngoài có một người võ thuật rất lợi hại, đến anh ta cũng không phải là đối thủ, người này là ai trong số các cậu phương đại tướng mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy nhưng ánh mắt của ông ta đã chăm chú nhìn trên người nghiêu xuyên hoặc là nghiêu xuyên trước kia đã từng là một người lính trên người cậy ấy có hình ảnh của một quân nhân điều này khiến phương đại tướng ngay lập tức chú ý đến là tôi chuyện này đều do tôi nếu như vì chuyện này mà đắc tội với phương đại tướng thì xin ông tha lỗi nghiêu xuyên không có chút tránh né trực tiếp đứng ra cao giọng nói tốt lắm, dám làm dám chịu. Phương đại tướng quân lớn tiếng khen ngợi, sau đó ngoắc tay về phía tên hộ vệ lúc nãy. Tên hộ vệ sắc mặt lầm lì, chậm rãi bước tới. Hai người đánh nhau lại lần nữa, tôi lại muốn xem xem, cậu này có thật sự lợi hại như vậy không? Phương đại tướng vung tay lên, căn bản không cho Ngưu Xuyên cơ hội từ chối. Ông ta vừa dứt lời, trong nháy mắt tên hộ vệ kia đã nhanh chóng ra tay. Bụp, một bước dài, tên hộ vệ kia tiến lên phía trước đánh mạnh một phát vào ngực như xuyên chu dương mặc dù không biết một cú đánh này có bao nhiêu sức lực nhưng nhìn động tác anh biết một khi bị đánh chúng như xuyên ít nhất sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu là tôi chuyện này đều do tôi nếu như vì chuyện này mà đắc tội với phương đại tướng thì xin ông tha lỗi như xuyên không có chút tránh né trực tiếp đứng ra cao giọng nói tốt lắm dám làm dám chịu phương đại tướng quân lớn tiếng khen ngợi sau đó ngoắc tay về phía tên hộ vệ lúc nãy tên hộ vệ sắc mặt lầm lì chậm rãi bước tới hai người đánh nhau lại lần nữa tôi lại muốn xem xem cậu này có thật sự lợi hại như vậy không phương đại tướng vung tay lên căn bản không cho Ngưu xuyên cơ hội từ chối ông ta vừa dứt lời trong nháy mắt tên hộ vệ kia đã nhanh chóng ra tay búp một bước dài tên hộ vệ kia tiến lên phía trước đánh mạnh một phát vào ngực Như Xuyên. Chu Dương mặc dù không biết một cú đánh này có bao nhiêu sức lực, nhưng nhìn động tác, anh biết, một khi bị đánh trúng Như Xuyên ít nhất sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Chương 233, cú đánh uy lực. Nghĩ tới đây, Chu Dương không kiềm chế được, nhìn qua Giang Tiên Sinh, hy vọng ông ấy có thể khuyên nhủ Phương Đại Tướng. Dù sao thời gian của bọn họ đang rất cấp bách, những chuyện lãng phí thời gian như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian chữa trị của thẩm bích quân giang tiên sinh nhìn thấy ánh mắt chu dương bất đắc dĩ cũng chỉ biết lắc đầu chu dương không biết tính khí của phương đại tướng nhưng ông thì biết rõ lúc này đừng nói là ông ấy không khuyên nhủ được phương đại tướng ngay cả lãnh đạo cấp bậc cao hơn đến đây cũng không khuyên nhủ được dẫu sao mấy chục năm nay tính khí của phương đại tướng vẫn luôn rất thẳng thắn nhưng cách làm việc của phương đại tướng rất có chừng mực cho dù ngày trước từng đối diện với kẻ địch ông cũng không bị thù hận che mắt làm ra chuyện khiến mình phải hối hận vì vậy giang tiên sinh lúc này mới không để ý ngược lại nếu như ngưu xuyên biểu hiện tốt nói không chừng sẽ được phương đại tướng coi trọng bây giờ tên hộ vệ kia đã đánh nhau với ngưu xuyên lúc trước bọn họ đánh nhau tên hộ vệ bị đẩy lùi về sau hơn ngưu xuyên năm bước cũng coi như tên hộ vệ đã bị ngưu xuyên đánh bại huống hồ lần này phương đại tướng còn đứng xem bên cạnh lần này tên hộ vệ đã dùng toàn lực để xông lên còn như xuyên tất nhiên cũng không cam lòng đứng chịu trận trong chốc lát hai nắm đấm va chạm vào nhau trận đấu còn quyết liệt hơn so với lần đầu tiên phương đại tướng khuôn mặt hài lòng ánh mắt rực sáng nhìn như xuyên giống như vừa nhìn thấy bảo bối gì đó nhưng chu dương liền trao mày hai người này đánh nhau đã hơn 5 phút phải biết rằng năm phút này cực kỳ quan trọng đối với thẩm bích quân thậm chí bất kỳ giây phút nào trôi qua cũng sẽ tạo ra sự uy hiếp tới tính mạng của cô không thể tiếp tục dây dưa nữa thật xin lỗi phương đại tướng bây giờ chúng tôi phải gấp rút quay về bệnh viện không có thời gian ở đây thêm với ngài xin lỗi xuyên tử đi sau khi nói xong chu dương không nhìn sắc mặt của phương đại tướng trực tiếp xoay người rời đi dù sao giữa anh và phương đại tướng cũng không được coi là quen biết, chẳng có quan hệ lợi ích qua lại gì. phương đại tướng có nổi giận, chu dương cũng cảm thấy không có gì. đúng lúc chu dương xoay người đi, như xuyên vung mạnh một nắm đấm, trực tiếp đánh chúng vào vai trái của tên hộ vệ, nhất thời khiến tên hộ vệ bị đẩy lùi về sau. cáo từ, chắp tay tạm biệt, như xuyên cũng xoay người đuổi theo chu dương. nhìn ba người chu dương rời đi, trên mặt phương đại tướng không khỏi kinh ngạc ông hoàn toàn không ngờ rằng như xuyên thật sự có thể đánh bại hộ vệ của mình hơn nữa nhìn bộ dạng này thể hiện võ thuật rất lợi hai vừa nãy lúc giao đấu có qua có lại rõ ràng là như xuyên đã giữ thể diện cho phương đại tướng phương đại tướng cái này không thể trách họ được ông cũng thật là không biết lựa chọn thời điểm bây giờ tính mạng của bản họ đang bị đe dọa ông lại cứ muốn dây dưa không rõ ràng lãng phí thời gian của người khác đổi lại là tôi đã sớm trở mặt với ông rồi giang tiên sinh khẽ cười dặn dò mấy điều cần thiết với tên hộ vệ của phương đại tướng rồi lên xe nhanh chóng đi thẳng đến bệnh viện bệnh viện lớn nhất thành phố trước cửa phòng phẫu thuật của thẩm bích quân lúc này có hai nhóm người đang rằng co một bên là bác sĩ phẫu thuật cho thẩm bích quân diệp sở thiến tạ linh ngọc và hổ gia bên còn lại là một thanh niên trẻ hắn mặc chiếc áo khoác blau trắng sáu người đi theo phía sau cũng đều mặc mỗi người mỗi chiếc như vậy nhìn vào biết là người của bệnh viện thông thường những nơi như bệnh viện cần được giữ yên lặng cho dù có xảy ra chuyện gì mọi người cũng sẽ khống chế âm thanh ở mức nhỏ nhất nhưng giờ phút này bầu không khí của hai nhóm người này hình như có cái gì đó không đúng lắm bác sĩ dương tôi đã nói với anh rồi bạn của bệnh nhân đã đi đến viện điều dưỡng để mời giang tiên sinh bọn họ rất nhanh sẽ quay lại vì vậy ở đây không cần phiền đến anh. Đới Huy Dương mắt nhìn Dương Tông Phúc đang kiêu căng đứng trước mặt mình. Là bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho thẩm bích quân, đới Huy biết rõ tình hình thẩm bích quân lúc này hết sức nguy hiểm. Nếu không có những biện pháp phẫu thuật đặc biệt, thẩm bích quân rất có thể sẽ mất mạng. Đây cũng là nguyên nhân anh ấy nói ở Đông Hải chỉ có Giang Tiên Sinh mới có cách cứu chữa. Bây giờ, anh chỉ có thể cố hết sức duy trì tính mạng thẩm bích quân, nếu trong vòng 1 giờ đồng hồ, Giang tiên sinh vẫn không tới kịp, thì anh ấy cũng bất lực. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ, Dương Tông Phúc ở trong bệnh viện không biết từ đâu nghe được thông tin có cuộc phẫu thuật, liền muốn tự mình tiến hành phẫu thuật. Đới Huy biết, anh tuyệt đối không thể đắc tội với người như Dương Tông Phúc. Dương Tông Phúc không chỉ là bác sĩ y khoa ở bệnh viện, nghe nói hắn từng học ở trường đại học danh tiếng nước ngoài, thậm chí phát biểu luận văn của hắn còn được đăng tải trên tạp chí y học hàng đầu thế giới. Nhưng điều khiển đối huy kiêng rè nhất là thân phận của Dương Tông Phúc. Hắn là cháu ruột của viện trưởng bệnh viện Dương Hy Lai. Ở bệnh viện, Dương Tông Phúc thậm chí có thể nói như sự tồn tại của thái tử thời xưa. Ở đây tất cả mọi người đều bất mãn với hắn nhưng không dám nói gì. Nhưng lần này, đối huy không thể không chống đối Dương Tông Phúc. Đối huy, anh có biết anh đang nói gì không? Anh có biết đang nói chuyện với ai không hả? Dương Tông Phúc nhìn qua không tới 30 tuổi chồng cũng khá đẹp trai. Nếu ở bên ngoài dựa vào khuôn mặt này, Dương, Tông Phúc chắc sẽ vô cùng đào hoa. Lần này chú của hắn, viện trưởng Dương Hy lại nói với hắn rằng, tổng tài thẩm bích quân công ty danh Dương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đang phẫu thuật ở bệnh viện. Nếu như Dương Tông Phúc là người trực tiếp tiến hành phẫu thuật, cứu được thẩm bích quân, thì hắn sẽ có được ân huệ lớn với công ty danh Dương, thẩm bích quân, thậm chí tập đoàn thẩm thị. Nếu hắn có thể phát triển một mối quan hệ bệnh nhân bác sĩ cùng Thẩm Bích Quân, thì cả đời này của hắn sẽ không cần phải lo nghĩ. Vốn Dĩ Dương Tông Phúc cho rằng chuyện này rất đơn giản. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, một bác sĩ bình thường ở bệnh viện lại dám chống đối hắn, thậm chí còn ngăn cản trước mặt hắn. Dương Tông Phúc rất tức giận và phẫn nộ. Hắn thề, nếu như Đối Huy không nhận sai, không lập tức chuyển giao cuộc phẫu thuật, thì hắn nhất định sẽ khiến Đối Huy phải cuốn gói cút khỏi đây. Bác sĩ Dương, tình hình bây giờ của bệnh nhân cực kỳ không tốt, không thể tùy tiện động vào, nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, tôi căn bản không thể gánh vác nổi. Huống hồ, bạn của bệnh nhân đã đi mời chuyên gia tới. Đới huy màu sắc u ám, anh biết hậu quả của mình nhất định sẽ rất tệ. Nhưng là một bác sĩ, anh cũng có giới hạn cuối cùng, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Chuyên gia, nực cười, nếu ngay đến bệnh viện chúng ta còn không chữa trị được, thì còn ai có thể chữa khỏi cho bệnh nhân. Hơn nữa, cả cái thành phố Đông Hải này, chuyên gia giỏi nhất không phải là bác sĩ Dương của chúng ta sao? Đúng vậy, Đới Huy, tôi khuyên anh nên biết thức thời một chút, anh có biết bệnh nhân trong kia là ai không? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh có chết đi cũng chẳng ăn thua gì đâu. Dương Tông Phúc không nói gì, nhưng mấy bác sĩ sau lưng hắn bắt đầu như những con chó liếm láp nịnh nọt. Bọn họ ánh mắt coi thường nhìn Đới Huy, giọng điệu cũng hết sức kiêu căng ngạo mạn. Những người này còn kém xa so với đối huy, không chỉ về hiệu suất và thái độ làm việc, thậm chí ở phương diện y thuật cũng không cách nào so sánh với đối huy. Nhưng vậy thì sao chứ? Đối huy trung quy cũng là một người cứng nhắc, không biết thời thế. Bọn họ thì không giống vậy. Bọn họ theo sát từng bước chân của Dương Tông Phúc, địa vị trong bệnh viện trong nháy mắt đã cao hơn rất nhiều so với đối huy còn số tiền bọn họ kiếm được cũng cao hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đới Huy, mau tránh ra, nếu làm trì hoãn cuộc phẫu thuật của bác sĩ Dương, thì anh dọn dẹp mà cút xéo khỏi đây đi. chương 234, cậu có là Ngọc Hoàng Đại để thì cũng không được. Dựa vào cái gì mà phải tránh ra? Các anh nói tránh ra thì bọn tôi phải tránh ra sao? Bây giờ bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, các anh đừng manh động. Nhìn thấy hai bên liên tục tranh cãi, Diệp Sở Thiến không chịu được, liền lạnh lùng phẫn nộ quát lên về phía mấy người Dương Tông Phúc. Cô là người của công ty danh Dương, sẽ không để ý tới những chuyện tạp nham trong bệnh viện. Cô cũng không quan tâm những người này đang xung đột lợi ích gì. Nhưng Diệp Sở Thiến chỉ nhớ một điều, đó chính là chờ Chu Dương trở lại. Một giây Chu Dương chưa về, thì giây đó thẩm bích quân trong phòng giải phẫu không ai được động vào. Tạ Linh Ngọc cũng đi tới bên cạnh Diệp Sở Thiến, đưa tay cầm vào cổ tay cô tiếp thêm sức mạnh dương tông phúc thật ra đã sớm chú ý đến hai người diệp sở thiến và tạ linh ngọc ở bên cạnh lúc hắn vừa nhìn thấy hai người họ ngay lập tức mắt sáng rực lên trong lòng hết sức thích thú hắn ở bệnh viện cũng không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp chưa tính đến trong bệnh viện có rất nhiều cô gái xinh đẹp chỉ vì muốn làm quen với hắn đã nhiều lần giả vờ bị bệnh để có thể nhìn thấy hắn một lát chỉ riêng ở trong bệnh viện này cũng có vô số cô gái đã qua tay hắn. Nhưng những người đẹp ở trong bệnh viện so sánh với Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc đang đứng trước mắt, vẫn thiếu một chút khí chất. Hai cô gái này, không chỉ xinh đẹp có khí chất, lại có sự quyến rũ không thể miêu tả hết được. A, à, tôi nghĩ hai người đẹp đây chắc đã hiểu lầm rồi, tôi cũng không muốn nhúng tay vào làm phẫu thuật, nhưng với tư cách là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, bệnh nhân trong phòng bệnh kia phải do tôi cầm dao mổ chính mới đúng. Dương Tông Phúc nở một nụ cười, mà hắn cho rằng nụ cười đó sẽ khiến người khác say đắm. Nếu là lúc trước, chỉ cần hắn mỉm cười như vậy thì các cô gái sẽ chết mê chết mệt, nhìn chầm chầm vào hắn. Nhưng lần này, hắn thất vọng. Sắc mặt Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc không chỉ không thay đổi, ngược lại còn rất nghiêm túc, khuôn mặt đầy hoài nghi. Tạ Linh Ngọc hơi nghiêng người, có chút nghi hoặc nhìn về phía đối huy. Cô không biết tên bác sĩ Dương này từ đâu đến, cô chỉ biết từ khi cô đến đây, đã nhìn thấy bác sĩ Đới Huy đứng trước mặt trò chuyện với Chu Dương. Cũng chính bác sĩ Đới Huy là người đề nghị đi mời Giang Tiên Sinh. Vì vậy trong tiềm thức của tạ Linh Ngọc sẽ tin tưởng Đới Huy hơn. Bác sĩ Dương Tông Phúc của bệnh viện chúng tôi là bác sĩ có trình độ học vấn cao nhất, tốt nghiệp ở trường Đại học Y khoa danh tiếng ở nước ngoài, phát biểu luận văn của anh ấy được đăng trong tạp chí y học nổi tiếng nhất thế giới. Đới Huy mặc dù có chút không hài lòng nhưng vẫn nói ra những điều có thật về Dương Tông Phúc. Lý lịch như vậy, bất kỳ bệnh viện nào ở trong nước cũng sẽ trải thảm đỏ ra chào đón. Có thể vừa đến bệnh viện sẽ được làm lãnh đạo lớn, tối thiểu cũng chắc chắn sẽ được làm phó chủ nhiệm khoa. Bởi vì mối quan hệ của Dương Tông Phúc và viện trưởng Dương Hy Lai, nên khi hắn vừa vào bệnh viện, đã trực tiếp đảm nhận chức trưởng khoa ngoại lồng ngực. Đới Huy chính là bác sĩ làm việc dưới trướng Dương Tông Phúc. Với năng lực của tôi, chỉ cần bệnh nhân vẫn còn có một hơi thở, thì nhất định có thể chữa khỏi, vì vậy các cô cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để các cô thất vọng. Dương Tông Phúc hài lòng liếc nhìn đối huy, trong lòng thầm nghĩ, cái tên đối huy này cũng có mắt nhìn người. Sau này tiếp tục quan sát một chút, nếu đối huy vẫn biết thức thời như vậy, thì hắn sẽ cân nhắc để bạt đối huy. Nói xong, Dương Tông Phúc liền chuẩn bị bước thẳng vào phòng phẫu thuật. Từ đã, ai cho phép cậu bước vào? ngay lúc này hổ gia lên tiếng nãy giờ ông vẫn đứng một bên im lặng thứ nhất là vì mối quan hệ giữa ông và thẩm bích quân cũng không thân thiết lắm so với diệp sở thiến và tạ linh ngọc ông chỉ có mối quan hệ hợp tác công việc với thẩm bích quân nhưng tạ linh ngọc diệp sở thiến lại có mối quan hệ chị em thân thiết với thẩm bích quân hơn nữa hổ gia cũng thấy rõ bởi vì sự tồn tại của chu dương khiến mối quan hệ của ba cô gái này càng trở nên rắc rối phức tạp nhưng bây giờ tạ linh ngọc và diệp sở thiến không giải quyết được vấn đề nên tất nhiên ông sẽ ra mặt ông lại là ai nơi này có chỗ cho ông nói chuyện à đúng vậy loại chó mèo nào cũng có thể nói chuyện ở bệnh viện như vậy sao cẩn thận sau này bị bệnh không có ai chữa trị cho ông đâu mau tránh ra đừng đứng cản đường dương thiểu ra không đợi dương tông phúc lên tiếng mấy tên bác sĩ sau lưng hắn trong nháy mắt đã quát tháo mắng mỏ hổ ra lần này hổ ra tới vội vàng cũng không chuẩn bị gì đi theo bên cạnh chỉ có bào ca và tiểu đạo lúc này ông cũng rất nhã nhận và ôn hòa vì vậy lúc nhìn qua giống như một ông chủ rất biết điều dám thất lễ với hổ ra tát vào miệng bào ca lạnh lùng nói tiểu đạo lập tức ra tay mọi người thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy tiểu đạo ra tay như thế nào mấy tên lúc nãy lên tiếng quát mắng hổ ra từng người một đều bị ăn những cái tát đau điếng ngay sau đó vết bàn tay đỏ ửng in hằn trên khuôn mặt bọn họ. Đồng thời gò má bên phải của bọn họ cũng sưng vù lên. Vèo, Diệp Sở Thiến, Tạ Linh Ngọc cũng hơi kinh hãi. Mặc dù bọn họ biết thân phận của Hồ Gia, cũng biết đàn em của ông rất lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này, nội tâm tự nhiên hơi giật mình. Còn sắc mặt đới huy, Dương Tông Phúc và mấy tên bác sĩ kia vô cùng khiếp sợ. Đây là gì? Tại sao chỉ trong trước mắt, bọn họ lại biến thành bộ dạng như vậy láo sược biết đây là nơi nào không đây là bệnh viện ông không biết tôi là ai sao ông có tin chỉ cần một cú điện thoại của tôi đủ để khiến các người phải nằm bỏ ra ngoài không hả dương tông phúc sắc mặt tái xanh vẫn nộ nhìn mấy người hồ ra tức giận gào thét tôi không quan tâm đây là đâu cũng mặc kệ anh là ai cho dù anh có là ngọc hoàng đại đế đi nữa thì cũng vậy thôi ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên sau đó chu dương phẫn nộ bước tới ánh mắt giận dữ liếc nhìn mấy người dương tông phúc vừa nãy anh đứng ở đằng sau nhìn và nghe thấy tất cả những gì đang xảy ra anh không ngờ rằng mình chỉ ra ngoài nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi bệnh viện liền xảy ra chuyện như vậy có người lại muốn cưỡng ép tiến hành phẫu thuật cho thẩm bích quân chưa nói đến cuộc phẫu thuật này không phải người bình thường có thể làm được hay không cứ cho là có thể tiến hành nhưng trước khi có sự đồng ý của chu dương đã muốn cưỡng ép ra tay, đây tuyệt đối không phải điều Chu Dương có thể chấp nhận. Cảm ơn. Chu Dương khẽ gật đầu, nhìn hồ ra. Nếu như không có hổ ra ở đây, chỉ dựa vào tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến, nhất định không thể ngăn được mấy tên bác sĩ này. Chu Tiên Sinh, anh về rồi. Đới Huy nhìn thấy Chu Dương quay lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với sự chèn ép của Dương Tông Phúc, anh căn bản không thể chịu đựng được lâu. Nếu như không có hổ ra, Chu Dương về muộn hơn 10 phút, thì tên Dương Tông Phúc kia rất có thể đã vào làm phẫu thuật. Ừ, cảm ơn anh. Chu Dương cười nói, nhìn đới huy với ánh mắt khác. Một bác sĩ chịu sự chèn ép gạt bỏ của Dương Tông Phúc, vẫn có thể kiên trì tới cùng, đúng thật là hiếm thấy. Chu Tiên Sinh, anh đã mời được Giang Tiên Sinh đến chưa? Đới huy vươn cổ lên, nhìn ra sau lưng Chu Dương, muốn xem xem có ai đi cùng không. Nhưng kết quả khiến anh thất vọng, Đừng nói là người, ngay cả một con kiến cũng không có. Chương 234, cậu có là ngọc, gờ đại để thì cũng không được. Liếc mắt nhìn qua liền nghĩ rằng Chu Dương căn bản không mời được Giang tiên sinh. Thậm chí, bọn họ ngay cả mặt mũi Giang tiên sinh thế nào cũng không nhìn thấy. Giang tiên sinh, Đối Huy, anh nói mời chuyên gia, chính là đi mời Giang tiên sinh sao? Ha ha. Khi nghe xong câu nói của Đối Huy, Dương Tông Phúc liền phản ứng lại trên mặt ngoài sự khiếp sợ, còn khinh thường nhiều hơn. Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn mời Giang Tiên Sinh tới đây sao, phải biết rằng, đến cả tôi chú, mấy chục năm nay, cũng chỉ gặp Giang Tiên Sinh được một lần, nếu các người thật sự có thể mời Giang Tiên Sinh, thì tôi sẽ viết ngược tên Dương Tông Phúc lại. chương 235, Lão già Giang Tiên Sinh Chú của anh mới gặp Giang Tiên Sinh một lần, vậy là do ông ta không có năng lực dù tên của anh có viết ngược lại đi nữa thì có liên quan gì đến tôi? Chu Dương quay đầu lại lạnh lùng nhìn Dương Tông Phúc. Chỉ vừa nghe cuộc nói chuyện vừa nãy, anh cũng đã hiểu ra, yên. Việc phẫu thuật mà Dương Tông Phúc đưa ra nhất định không có ý gì tốt. Tạm thời chưa nói đến chủ ý của hắn là gì, chỉ sự vinh váo, tự cao tự đại đó đã khiến cho chủ Dương vô cùng khó chịu. Hơn nữa, nếu hắn tiến hành phẫu thuật cho thẩm bích quân, chẳng phải sẽ nhìn thấy thậm chí chạm vào cơ thể cô ấy sao? Như vậy là không có đạo đức và quy tắc của một bác sĩ, Chu Dương không chấp nhận được. Nhưng những điều anh nói, nếu đến tại của người khác chắc chắn sẽ khiến họ kinh hoàng. Chú của anh chỉ mới gặp Giang Tiên Sinh một lần, vậy là do bản thân ông ta không có năng lực. Phải biết rằng, chú của Dương Tông Phúc chính là viện trưởng Dương Hy Lai của bệnh viện này. Mà Dương Hy Lai không đơn giản chỉ là viện trưởng bệnh viện, ông ta còn là phó giám đốc của Hiệp hội Y học Quốc gia. Là một người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong giới y học. Thậm chí nhiều năm gần đây những bác sĩ trẻ tài giỏi đều là học sinh của Dương Hy Lai. Vậy mà theo lời của Chu Dương, Dương Hy Lai lại biến thành một người chẳng có bản lĩnh, tài cán gì. Nếu để những lời này truyền ra ngoài không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Đới Huy sững sờ nhìn Chu Dương, trong lòng thật sự vô cùng khiếp sợ anh không thể ngờ chu dương lại có thể nói ra những lời như vậy thế nhưng trong trước mắt anh ấy đột nhiên trở lên kích động dương hy lai ở bên ngoài có tiếng tăm như vậy nhưng trong bệnh viện danh tiếng ấy không hề có giá trị ông ta không chỉ lạm dụng chức quyền đưa người thân tín của mình vào những vị trí quan trọng mà còn lợi dụng quyền lực để mưu đồ tư lợi cho mình chỉ vì mọi người e rè sợ sệt quyền lực mà dương hy lai có trong tay nhưng cũng không thể nào cứ nhấn nhịn mãi như vậy bởi vì đối với những bác sĩ bình thường, đến cả đới huy có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phong phú. Dương Hy Lai đều có cách kìm hãm năng lực, khả năng của họ. Ha 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 ha, đúng là buồn cười mà, anh là Chu Dương đúng không, con người có thể vô năng nhưng không thể vô tri. Anh có biết những điều mình vừa nói có nghĩa là gì không? Anh có tin không, chỉ cần một câu nói của chú tôi, sau này dù là bệnh viện nào ở Đông Hải thậm chí cả nước anh cũng không thể đặt chân vào sắc mặt Dương Tông Phúc tái nhợt, u ám, trong giọng nói đột nhiên có chút biên cuồng, vui sướng. Những điều Chu Dương vừa nói không chỉ nhắm vào Dương Tông Phúc mà còn chỉ thẳng chủ của anh ta Dương Hy Lai. Nhưng cuối cùng là tác động đến tất cả những người có quan hệ với Dương Hy Lai. Ngay cả Dương Hy Lai cũng là người không có năng lực, vậy những đồng nghiệp, bạn bè còn cả học sinh của ông ta thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ không chỉ là không có năng lực mà thậm chí còn tệ hơn như vậy? Dương Tông Phúc cười liên tục, chỉ cần để những lời này của Chu Dương truyền ra ngoài, không cần hắn phí sức ra tay, tự động vô số những người có quan hệ mật thiết với Dương Hy Lai sẽ chủ động xử lý anh. Như vậy vừa khiến cho Dương Hy Lai hài lòng, vừa nghiêm chỉnh dạy cho tên nhóc Chu Dương không biết trời cao đất dày này một bài học. Lẽ nào là tội nói sai? Anh nói chú mình chỉ gặp Giang Tiên Sinh một lần, xin hỏi chú anh bao nhiêu tuổi rồi, nếu không phải vô năng, không có bản lĩnh thì là gì? Chu Dương cười nhẹ, hoàn toàn không có cảm giác những lời bản thân vừa nói là sai trái. Hi hi, Diệp Sở Thiền và Tạ Linh Ngọc đều không nhịn được, nhìn Chu Dương mỉm cười. Hai người họ chưa từng nghĩ đến, Chu Dương cũng có ngày nói ra những lời đay nhiến như vậy. Dương Hy Lai vừa là viện trưởng, lại giữ chức phó giám đốc hiệp hội y học, năng lực của ông ta tất nhiên không cần phải nghi ngờ. Bằng không, những người này sẽ rất khó có được chỗ đứng ổn định. Vậy mà trong lời nói của Chu Dương, Dương Hy Lai lại biến thành một kẻ vô năng không có tài cán. Không biết Dương Hy Lai khi nghe được những lời này sẽ có phản ứng ra sao? Này, Chu Dương, anh không cần hùng hổ như vậy, anh có tin không, tôi sẽ khiến cho thẩm bích quân không thể thực hiện phẫu thuật được. Nếu như tôi đoán không nhầm, thẩm bích quân không còn nhiều thời gian nữa, mà bệnh viện này là tốt nhất ở Đông Hải. Ngoài chúng tôi ra không còn ai có đủ khả năng cứu cô ấy nữa. Dương Tông Phúc cười nhếch môi, khóe miệng đột nhiên có chút nham hiểm, tự cho mình rất có khí phách. Hơn nữa, thẩm bích quân không còn cách nào chuyển viện nữa. Âm, Dương Tông Phúc vừa dứt lời, không chỉ Chu Dương, Diệp Sở Sảnh, Tạ Linh Ngọc, Hồ Gia, Đới Huy, thậm chí đến cả mấy bác sĩ phía sau Dương Tông Phúc cũng đều ngỡ ngàng, sắc mặt thay đổi. Những bác sĩ này đều là đầu cơ trục lợi, nịnh bợ Dương Tông Phúc để thu lợi ích cho mình. Đây đều đang ở giới hạn cuối cùng, Bọn họ vừa là bác sĩ, cũng là con người, tự nhiên sẽ có ham muốn, tham vọng. Nhưng mọi tham vọng này đều hình thành một cách hợp tình hợp lý. Còn bây giờ thì sao? Dương Tông Phúc mang tính mạng của Thẩm Bích Quân ra để uy hiếp. Vậy được coi là gì? Chưa nói đến việc Dương Tông Phúc thật sự làm như thế để Thẩm Bích Quân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như phẫu thuật không thành công, cả Dương Tông Phúc và những bác sĩ này đều không thể tránh khỏi mối liên quan lấy tính mạng của một người đang hấp hối ra để uy hiếp chỉ điều này đã đủ khiến cho dương tông phúc phải trả giá dương thiếu da làm như vậy quả thực không được hay lắm đúng vậy chuyện này nếu chuyển ra ngoài e rằng sẽ dẫn đến những phản ứng không tốt mấy bác sĩ mặt mày u ám e rè khuyên can bọn họ muốn có một chỗ đứng tốt phía sau dương tông phúc nhưng chưa từng có ý định hại chết người sợ gì các người cảm thấy bọn họ dám nói linh tinh sao thẩm bích quân là cấp trên của họ, cả công ty đều nghe lời của cô ấy, bọn họ chẳng qua chỉ là những nhân viên nhỏ bé, có thể làm nên chuyện gì chứ. Dương Tông Phúc biết những lời bản thân vừa nói ra có một ý nghĩa khác, nhưng lại không chịu thừa nhận mà quay sang trách mắng những bác sĩ phía sau. Không tệ, không tệ, Dương Y Lai cũng không phải không có chút năng lực nào, dù sao vẫn đủ khả năng để dạy ra một đứa cháu xuất sắc như thế này. Đúng lúc đó, có một giọng nói trầm ấm vang lên, cùng với mấy tiếng vỗ tay nặng nề, bầu không khí càng thêm một ngạt. Mọi người đều hướng mắt theo giọng nói, nhìn thấy một ông lão chừng 6 tuổi đang từ từ bước đến. Chỉ là nét mặt của ông ấy vô cùng ảm đạm, thập chỉ đôi mắt toát lên sự giận dữ mơ hồ. Giang tiên sinh ông đến rồi. Chu Dương nhìn thấy Giang tiên sinh, trong lòng thấy an tâm phần nào. Chỉ cần có ông ở đây, thẩm bích quân nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng, trong lòng Chu Dương lại không còn lời nào để nói với Giang Tiên Sinh. Rõ ràng là đã đến rồi nhưng lại không trực tiếp xuất hiện, mà lại đứng bên ngoài nghe lén. Phải biết rằng hiện giờ mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với Thẩm Bích Quân mà nói đều giống như sinh mạng vô cùng trân quý. Có điều Chu Dương lại quên mất. Lúc nãy khi anh quay lại cũng không trực tiếp xuất hiện, mà cũng đứng một góc nghe trộm. Là Giang Tiên Sinh, Chu Dương, nếu như muốn dọa tôi cũng không cần tìm người đến như vậy lại còn là một ông lão đây phải chăng là giang tiên sinh dương tông phúc vẻ mặt không tin tưởng nhìn về phía chu dương xem ra giang tiên sinh là bậc thầy quốc gia trong ngành y học phong thái và khí chất thật không tầm thường hắn ở trên mạng hoặc ở chỗ chú dương hy lai nhìn thấy ảnh của giang tiên sinh người ở trong ảnh là một khuôn mặt nhã nhận ôn hòa khiến cho người nhìn vào có một cảm giác rất an tâm thế nhưng người thật đang đứng trước mắt bọn họ trên người mặc một bộ quần áo rẻ tiền, đến chân vẫn còn mang đôi giày giải phóng mười mấy tệ. Loại giày này mười mấy năm về trước còn có người mang, bây giờ sớm đã không còn thấy xuất hiện trên thị trường. Chương 236, đây là cháu trai của ông. Chu Dương tự nhiên cũng chú ý tới trang phục mà Giang tiên sinh đang mặc. Rõ ràng là khác với khi gặp ông ở viện điều dưỡng. Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn Giang tiên sinh, trong thời gian ngắn như vậy, ông ấy đã thay một bộ đồ khác nhưng sau khi đến bệnh viện, lúc vào phòng phẫu thuật chẳng phải lại cần thay đồ bác sĩ sao, thay quần áo như vậy để làm gì chứ? Bộ quần áo ông đang mặc có tác dụng gì chứ? Tuy nhiên khi Chu Dương nhìn thấy biểu cảm không thèm đếm xỉa của Dương Tông Phúc, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu anh. Lúc nãy suy nghĩ này vẫn vẫn còn rất mơ hồ, rất nhỏ, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng Chu Dương cảm thấy rất có thể là thật. Giang tiên sinh e rằng không muốn làm người khác chú ý, giang tiên sinh thân là bậc thầy trong ngành y tất nhiên có rất nhiều bác sĩ đã nhìn thấy ảnh của ông một khi ông xuất hiện ở bệnh viện đương nhiên sẽ bị mọi người chú ý và bàn tán chu dương nén cười anh nghĩ ý định của giang tiên sinh có lẽ là như vậy nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới giang tiên sinh làm như vậy vừa khéo bị dương tông phúc bắt gặp mà còn tưởng rằng ông được chu dương mới đến để diễn kịch làm bộ làm tịch chu dương lúc này chỉ muốn nói với dương tông phúc một câu đây thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng Dương Tông Phúc rõ ràng không cho là như vậy, hắn dường như chắc chắn ông già này không phải giang tiên sinh gì đó, mà chỉ là người Chu Dương mời đến phối hợp diễn kịch. Một người như vậy, so với giang tiên sinh trong ấn tượng của hắn căn bản không có chút liên quan nào. Nhưng Đối Huy và mấy vị bác sĩ đằng sau Dương Tông Phúc nhìn thấy giang tiên sinh ánh mắt lại càng lúc càng phát sáng và kinh ngạc. Thời gian ở bệnh viện của bọn họ còn dài hơn so với Dương Tông Phúc đối với người nổi tiếng như Giang Tiên Sinh trong lòng họ luôn có sự tôn kính, dường như mỗi ngày đều quan tâm theo dõi tin tức những người nổi tiếng này. Mà dáng vẻ của Giang Tiên Sinh đã in sâu vào trong tâm trí họ. Ngài, ngài thật sự là Giang Tiên Sinh. Đới huy thần sắc kích động, nếu không phải Chu Dương đứng phía trước, anh ấy hận không thể lập tức bổ nhào lên, sống chết ôm chặt đùi Giang Tiên Sinh mong được chỉ bảo. Thật sự là Giang Tiên Sinh rồi. Đúng vậy, Tôi ngày nào cũng ngắm ảnh của Giang tiên sinh, nghe nói trước đây Giang tiên sinh chính là xuất thân từ Đông Hải. Ông ấy là truyền kỳ trong giới y học của thành phố Đông Hải, là thần tượng của tất cả bác sĩ ở Đông Hải. Không ngờ tới hôm nay chúng ta thật sự được gặp Giang tiên sinh, thật là may mắn. Đúng vậy, ngay cả viện trưởng đến bây giờ cũng mới chỉ gặp qua Giang tiên sinh một lần. Vài bác sĩ khác thần sắc cũng kích động, cả người không ngừng run rẩy. Giang Tiên Sinh là thần tượng của họ, mà còn là bậc thầy trong ngành y, người có thể đồng hành với những vị lãnh đạo lớn của quốc gia. Người như vậy, mỗi lời nói mỗi hành động đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là, một giây sau đó, mấy người liền sững sờ. Dương Tông Phúc vừa mới Dương Dương Đắc Y nói, chú của hắn ta, viện trưởng Dương Hy Lai mấy chục năm qua cũng chỉ gặp qua Giang Tiên Sinh có một lần. Mà bây giờ, bọn họ đã được gặp Giang Tiên Sinh ở đây vậy cũng có nghĩa là bây giờ bọn họ cũng đã giống như dương hy lai vài bác sĩ liếc mắt nhìn dương tông phúc rất nhanh không nhịn được mà lùi lại vài bước những gì giang tiên sinh vừa nói khi ông xuất hiện bọn họ không hề quên hiển nhiên những lời uy hiếp của dương tông phúc đối với thẩm bích quân giang tiên sinh cũng đã nghe thấy nghĩ đến đây các bác sĩ càng lùi về phía sau giống như muốn phủi sạch mọi quan hệ với dương tông phúc dẫu sao giao tình giữa bọn họ cũng chỉ vì trao đổi lợi ích vì dương tông phúc có thể mang lại lợi ích cho họ bọn họ liền liền sẵn sàng đi theo hắn coi hắn như người đứng đầu thậm chí không ngần ngại gây sức ép với người khác nhưng một khi loại lợi ích này không còn thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính bản thân họ thì cũng là lúc tất cả kết thúc dương tông phúc lúc này sắc mặt khó nhìn đến cực điểm lời nói của những người bác sĩ kia hắn ta cũng đã nghe thấy đồng thời cũng nhìn thấy họ di chuyển cách xa mình giờ phút này có một nỗi sợ hãi lặng lẽ lan tỏa trong lòng hắn vậy mà lại thật sự là giang tiên sinh phải biết rằng ông ấy là bậc thầy trong ngành y mỗi lời nói mỗi hành động đều có sức ảnh hưởng rất lớn một sự tồn tại như vậy không phải là thứ hắn ta có thể khiêu khích điều quan trọng nhất là hắn ta vừa mới dùng tính mạng của thẩm bích quân để uy hiếp chu dương những lời này cũng bị giang tiên sinh nghe được sắc mặt Dương Tông Phúc như cho tàn, căn bản không dám nghĩ đến hậu quả mà mình sắp phải gánh chịu. Búp búp búp, chính lúc này, tiếng bước chân vội vàng hỗn loạn đột nhiên truyền tới. Một nhóm người vội vã bước tới, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên trên 50 tuổi, với vẻ ngoài cùng khí chất không tầm thường. Đây là viện trưởng Dương Hy Lai, còn lại đều là lãnh đạo của bệnh viên. Đới Huy thấy biểu hiện của Chu Dương có chút nghi ngờ, liền nhỏ giọng giải thích ngay cả Giang Tiên Sinh cũng có thể mời đến, mà xem ra quan hệ không tồi, đối huy nhận ra Chu Dương tuyệt đối không phải là người bình thường. Giang Tiên Sinh, đúng thật là Giang Tiên Sinh rồi. Nhóm người nhìn thấy Giang Tiên Sinh, khuôn mặt của họ tràn ngập sự bất ngờ, bước chân càng thêm nhanh nhẹn. Xin chào Giang Tiên Sinh, tôi là Dương Hy Lai, chào mừng ngài đến thị sát bệnh viên chúng tôi. Dương Hy Lai lộ ra nét tươi cười xem ra có vẻ rất thoải mái ông ta đi tới trước mặt Giang Tiên Sinh, cúi thấp đầu, cung kính nói. Lúc này, Dương Hy Lai và cả lãnh đạo của bệnh viện tất cả đều rất kinh ngạc nhìn Giang Tiên Sinh. Đây chính là bậc thầy trong ngành y. Mà bậc thầy này lại còn xuất thân từ thành phố Đông Hải. Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là đến thị sát, có khả năng còn có chuyện lớn khác nữa. Nói chung sự việc như vậy, tại các bệnh viện khác cũng đã từng xảy ra. Trước đây, một bệnh viện của thành phố Thâm Thành đã từng được một người nổi tiếng trong ngành y đến kiểm tra, người đó cảm thấy bệnh viện làm việc rất tốt, sau đó vì bệnh viện đó mà tổ chức rất nhiều hoạt động, đem lại cho bệnh viện đó rất nhiều hạng mục và tiền đầu tư. Đến nay, bệnh viện đó vẫn là bệnh viện nổi tiếng nhất của thành phố Thâm Thành, ngay cả bệnh viện nhân dân số 1 Thâm Thành cũng không sánh bằng. Hiện tại bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Đông Hải cũng xuất hiện người như vậy. Mà lại còn xuất thân từ Đông Hải, Giang tiên sinh ông chính là Dương Hy Lai. Không tôi, tôi đã từng nghe qua về ông. Giang tiên sinh cười nói. Dương Hy Lai ngẩn người, ngay sau đó liền vui mừng khôn xiết. Giang tiên sinh vừa mới tán thưởng ông ta không tôi. Đây là lời khen ngợi từ bậc thầy trong ngành y, sau này nhất định sẽ được lưu truyền ra ngoài, khiến lý lịch của ông ta như thêm một nét chấm phá đặc sắc. Các lãnh đạo của bệnh viện đều rất ngưỡng mộ Dương Hy Lai. Dương Hy Lai thân là viện trưởng, dĩ nhiên sẽ là người đầu tiên được tiếp chuyện cùng giang tiên sinh còn bọn họ tự nhiên phải bước theo sau đâu có tôi vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót hy vọng có thể được giang tiên sinh chỉ giáo bất chấp sự vui sướng ngây ngất trong lòng dương hy lai vẫn khiêm tốn nói dương tông phúc lúc này vẻ mặt cũng hân hoan giang tiên sinh ca ngợi chú mình như vậy có lẽ vì coi trọng dương hy lai điều đó cũng đồng nghĩa với khá có danh tiếng có thể được giang tiên sinh coi trọng dường như cũng không bất ngờ lắm. Nghĩ đến đây, Dương Hy Lai trong lòng vui sướng. Nếu Dương Tông Phúc thực sự được Giang Tiên Sinh đánh giá cao, vậy địa vị của ông ta tự nhiên cũng sẽ giống như nước dâng thuyền lên, e rằng sau này tiếng nói của ông ta trong giới y học trong nước cũng sẽ được nâng cao. Còn những vị lãnh đạo kia giờ đây nhìn Dương Hy Lai với ánh mắt cực kỳ hâm mộ và ganh tị. Trong lòng bọn họ oán giận, tại sao thế hệ con cháu của mình không học y, không có người nào có thể được Giang Tiên Sinh coi trọng, chương 237 một lời vinh nhục. Không hổ danh là người mà Dương Viện trưởng dạy dỗ. Chỉ là, vừa nãy tôi lại nghe thấy, đứa cháu này của ông đang dồn ép bệnh nhân trên bàn mổ, muốn lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người nhà và bạn bè của bệnh nhân, không biết những điều này có phải cũng là Dương Viện trưởng dạy không? Giang Tiên sinh gióng giặc nói, dường như hoàn toàn không để tâm đến. Nhưng nếu có người thật sự nghĩ rằng Giang Tiên Sinh không để tâm đến thì thật là sai lầm nghiêm trọng. Đường đường là bậc thầy trong ngành y, lại tự mình nói ra những lời như vậy, sao có thể chỉ là tình co? Chưa kể sẽ gây ra náo động, mà người bị ông nhắc tên đã không còn bất cứ tiền đồ gì nữa. Lúc này, Dương Hi Lai chỉ cảm thấy cực kỳ rối loạn, giống như có một chiếc chuông lớn đang không ngừng va đập trong tim ông ta. Dương Hy Lai ngây người, biểu cảm hân hoan trên mặt nhanh chóng biến mất, khuôn mặt lúc này có chút khó nhìn. Biểu hiện này thay đổi rất kỳ dị nhưng chu dương và những khác đương nhiên biết được tại sao dương hy lai lại có biểu hiện đó mấy người lãnh đạo của bệnh viện giây phút trước còn ngưỡng mộ dương hy lai vậy mà bây giờ lập tức thờ ơ lạnh lùng trong lòng không ngừng ớn lạnh dương hy lai cũng có ngày hôm nay bệnh viên là nơi nào chứ là nơi chữa bệnh cứu người nơi mà người dân của cả đất nước cần đến nơi mà ngay cả các lãnh đạo lớn của đất nước cũng không dám coi thường sự tồn tại của nó mỗi một bệnh nhân gần như đều giao phó cả mạng sống của mình cho bệnh viện họ làm như vậy bởi vì tin tưởng vào quốc gia mà quốc gia cũng vì bệnh viện mà chịu trách nhiệm đừng nói dùng mạng sống của bệnh nhân đang phẫu thuật ra uy hiếp người khác chỉ cần là một sự cổ y tế bình thường cũng đã gây sự chú ý của các phòng ban của chính phủ nhưng mà bây giờ dương tông phúc dám ngang nhiên dùng mạng sống của bệnh nhân uy hiếp người khác điều quan trọng là lời của hắn ta đã bị giang tiên sinh nghe thấy gương mặt dương tông phú phút chốc trở lên xám xịt dương hy lai toàn thân run rẩy đôi tay nắm chặt thậm chí đến móng tay cũng cắm sâu vào thịt giang tiên sinh là người nổi tiếng trong ngành y lại là tiền bối lời của ông ấy dương hy lai không thể không nghe chú ơi không có ý cháu không phải như vậy cháu chỉ muốn giúp thẩm bích quân làm phẫu thuật thôi trong mắt dương tông phúc hiện lên một tia do dự trực tiếp lao đến chỗ dương hy lai không ngừng kể lề Chu Dương lạnh lùng nhìn Dương Tông Phúc, trong lòng cười khẩy. Mày có biết, mày đang nói gì không? Dương Hy lai sắc mặt nhợt nhạt, âm trầm như nước nhìn Dương Tông Phúc. Nếu không phải cháu ruột của mình, e rằng đã sớm cho hắn một bạt tai. Chú, lời cháu nói đều là sự thật, cháu nghe nói thẩm bích quân bị thương, nên đặc biệt đến đây để làm phẫu thuật cho cô ấy, mấy người này đều có thể làm chứng. Dương Tông Phúc nghe Dương Hy Lai nói, trước mắt chợt bừng sáng, câu nói đó rõ ràng có một hàm ý khác. Dương Hy Lai hỏi hắn ta, có biết bản thân đang nói gì không? Nếu như không biết, vậy đúng là lúng túng kinh hoàng sau khi bị vạch trần. Nhưng nếu như biết rõ, còn có thể đưa ra lời giải thích hợp lý, Dương Hy Lai sẽ có một cơ hội cứu hắn. Lời Tông Phúc nói đều là thật. Ánh mắt Dương Hy lại sắc bén nhìn thẳng về phía đám bác sĩ, trong con mắt hắn có hàm ý rất sâu. Những bác sĩ đó cũng ngẩn người trong giây lát, đôi môi run rẩy, hiển nhiên là bị Dương Hy Lai uy hiếp. Bọn họ là bác sĩ của bệnh viện, do một tay Dương Hy Lai quản lý, một khi thật sự nói ra sự việc vừa rồi, Dương Tông Phúc dĩ nhiên sẽ bị trừng phạt, nhưng bọn họ sau này cũng chẳng thoải mái gì. Không có, bác sĩ Dương Thanh Niên Tuấn Kiệt, làm sao có thể nói ra những lời đó. Đúng vậy, chúng tôi cùng làm chứng, bác sĩ Dương vốn không hề nói như vậy. Mấy người lập tức thể hiện thái độ, còn tranh nhau nói trước. Chu Dương lạnh lùng xem bọn họ biểu diễn. Tạ Linh Ngọc, Diệp Sở Thiên, Hổ Gia cũng đang xem họ diễn kịch. Khóe miệng Giang Tiên Sinh hơi cong lên, giống như một ông lão hiểu chuyện, không hề ngắt lời, chỉ nhìn Dương Hy Lai cùng mấy vị bác sĩ kia tiếp tục biểu diễn. Còn mấy vị lãnh đạo bệnh viện kia, ngoài việc trong lòng mắng chửi Dương Hy Lai mặt dày vô lại ra, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Dương Hy Lai có thể làm việc này lắng xuống, đó chính là bản lĩnh của ông ta, Giang Tiên Sinh không truy cứu, bọn họ cũng bất lực. Nhưng nếu như Dương Hy Lai thất bại, vậy thì không cần bọn họ nói nhiều, bản thân Giang Tiên Sinh cũng đã nghe thấy, hậu quả thật khó tưởng tượng. Giang Tiên Sinh, ngài xem, cháu trai tôi Dương Tông Phúc mặc dù thường ngày có chút kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải là loại người đó, hơn nữa nếu không có gì thay đổi thì sang năm nó có thể sẽ gia nhập hiệp hội y học, là một bác sĩ rất có tiền đồ. Dương Hy Lai cười nói, ông ta nói như vậy. Chắc hẳn muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Giang tiên sinh. Nói ra lý lịch của Dương Tông Phúc, còn nói năm sau sẽ được gia nhập hội y học, vì hắn mà giải thích tường tận. Không, đúng lúc này, Đối Huy vẫn đứng ở bên cạnh như người vô hình lên tiếng. Lúc này anh ấy đang trên mình bộ quần áo phẫu thuật, giữa tay áo ẩn hiện có một vết máu. Thấy rõ rằng vừa mới lúc nãy anh vẫn đang trong phòng làm phẫu thuật. Giang tiên sinh, vừa rồi Dương Tông Phúc đã nói những lời như vậy, hắn nói phải khiến cho thẩm bích quân không được làm phẫu thuật còn nói có thể khiến tất cả các bệnh viện của thành phố đông hải không nhận cô ấy nữa về việc chuyển viện giang tiên sinh thời gian của thẩm bích quân không còn nhiều nữa chỉ vài câu ngắn ngủi giống như tiếng sấm vang rền đã làm bùng nổ cả hành lang nhỏ dương tông phúc trợn mắt tức giận quay người nhìn đới huy dương hy lai liền nheo mắt lại chăm chú nhìn đới huy con người tràn ngập sự phẫn nộ đây là cái thứ gì cũng dám ở đằng sau bôi nhỏ ta. Đới Huy, nói chuyện phải có chứng cứ, hôm nay anh bôi nhỏ tôi, nếu không lấy ra được bằng chứng, tôi nhất định không bỏ qua cho anh. Dương Tông Phúc lạnh lùng đáp. Đới Huy, tôi biết cậu, một bác sĩ khoa lồng ngực không có kỹ năng, nhiều lần thi kiểm tra đánh giá đều xếp hạng cuối, sau hôm nay anh từ chức đi. Dương Hy lai sắc mặt u ám, ánh mắt sắc lạnh, lãnh đạm nói, dường như không xem đới Huy ra gì. Mấy người đứng sau Dương Tông Phúc trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Lời này của Dương Hy Lai không đơn giản chỉ là nói cho đới huy nghe, cũng là nói cho bọn họ nghe. Nếu hôm nay bọn họ nói những điều bất lợi về Dương Tông Phúc, vậy thì kết cục tiếp theo của bọn họ so với đới huy thậm chí còn thảm hơn. Giang Thiên Sinh, xin lỗi ngài, không ngờ rằng trong bệnh viện lại xuất hiện một bác sĩ vô học như vậy, về sau tôi nhất định sẽ quản lý bệnh viện chặt chế hơn dương hy lai lại một lần nữa nhìn giang tiên sinh thái độ vẫn cung kính như cũ chỉ là trong lời nói có một chút sắc sảo giang tiên sinh mặc dù là người nổi tiếng trong ngành y nhưng ông ta dương hy lai cũng không đơn thuần chỉ là viện trưởng của bệnh viện nhân dân số một thành phố đông hải ông ta còn là phó ban quản lý hội y học có mối quan hệ rất rộng rãi trong nước thậm chí ngoài giang tiên sinh ra ông ta còn quen những người nổi tiếng trong ngành y khác nếu giang tiên sinh coi chuyện hôm nay như chưa hề xảy ra vậy thì mọi người tự nhiên đều vui vẻ. Nhưng nếu như Giang Tiên Sinh khăng khăng muốn quản, sợ rằng Dương Hy Lai cũng sẽ lật mặt. Mà bây giờ Dương Hy Lai dường như nắm chắc quyền chủ động. Một lời của ông ta, liền lấn át mấy vị bác sĩ kia cùng sự vinh nhục của đối huy. Không lẽ Dương Viện Trưởng cho rằng tai của lão già tôi không còn dùng được nữa sao? Giang Tiên Sinh nheo mắt, thoải mái nói, trong câu nói của ông không thấy được chút biến hóa cảm xúc nào vậy về sau tôi nhất định sẽ quản lý bệnh viện chặt chế hơn. Dương Hy Lai lại một lần nữa nhìn Giang Tiên Sinh, thái độ vẫn cung kính như cũ, chỉ là trong lời nói có một chút sắc sảo. Giang Tiên Sinh mặc dù là người nổi tiếng trong ngành y, nhưng ông ta Dương Hy Lai cũng không đơn thuần chỉ là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số một thành phố Đông Hải, ông ta còn là phó ban quản lý hội y học, có mối quan hệ rất rộng rãi trong nước. Thậm chí ngoài Giang Tiên Sinh ra, ông ta còn quen những người nổi tiếng trong ngành y khác. Nếu Giang Tiên Sinh coi chuyện hôm nay như chưa hề xảy ra, vậy thì mọi người tự nhiên đều vui vẻ. Nhưng nếu như Giang Tiên Sinh khăng khăng muốn quản, sợ rằng Dương Hy Lai cũng sẽ lật mặt. Mà bây giờ Dương Hy Lai dường như nắm chắc quyền chủ động. Một lời của ông ta liền lấn át mấy vị bác sĩ kia cùng sự vinh nhục của đối huy. Không lẽ Dương Viện Trưởng cho rằng tai của lão già tôi không còn dùng được nữa sao? Giang Tiên Sinh nheo mắt, thoải mái nói, trong câu nói của ông không thấy được chút biến hóa cảm xúc nào. chương 238, hai người là đủ. Lời của Giang Tiên Sinh Tiên Sinh khiến Dương Hy Lai cùng với mấy người lãnh đạo bệnh viện sửng sốt. Bị lãng tai sao? Đường đường là người đảm nhiệm việc kiểm tra sức khỏe cho các lãnh đạo lớn quốc gia, thậm chí mỗi lời nói hành động đều là bậc thầy trong ngành, bây giờ lại bị lãng tai ư. Nếu như hôm nay ở đây ai dám nói Giang Tiên Sinh bị lãng tai, vậy thì không chỉ là tát vào mặt giang tiên sinh một cái mà còn tát thẳng vào mặt các vị lãnh đạo quốc gia nữa người bị lãng tai có thể là người có tay nghề nổi tiếng toàn quốc được sao dương hy lai bỗng nghẹn lời không biết nên trả lời lại thế nào nói chứ không phải tai của giang tiên sinh rất tốt vậy thì lời mà giang tiên sinh vừa nghe dương tông phúc nói là thật nói tại giang tiên sinh thực sự có vấn đề vậy thì lại càng không nể mặt lòng cũng không dễ chịu nghe lầm cũng là điều khó tránh khỏi, chỉ cần cho mọi người sự giải thích rõ ràng là được rồi. Nhưng lúc này Dương Tông Phúc lại vừa cười vừa nói, ảnh mắt có chút đắc ý nhìn về phía Giang Tiên Sinh. Chu Dương lạnh lùng nhìn Dương Tông Phúc, rồi nhìn qua hướng khác. Cái thứ ngu ngốc này chẳng cần anh phải ra tay, một câu nói của Giang Tiên Sinh trực tiếp có thể quyết định vinh nhục của hắn. Một người có tay nghề nổi tiếng trong nước như Giang Tiên Sinh, sức ảnh hưởng của lời nói quyết định sự vinh nhục đương nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn so với dương hy lai tâm mồm mày đang nói vớ vẫn cái gì đấy ở đây có chỗ cho mày nói chuyện sao sắc mặt dương hy lai thay đổi quay đầu lại lớn tiếng quát dương tông phúc bóp lập tức âm thanh cái tát vang lên truyền đến tại tất cả mọi người dương tông phúc nhìn chủ của mình với vẻ mặt khó hiểu ông ta vừa mới tát hắn một cái phải biết rằng cho dù trong gia tộc thì trước giờ cũng chưa từng có ai đánh hắn. Bây giờ Dương Hy Lai, chú ruột của hắn, lần đầu tiên ra tay với hắn. Sắc mặt của Dương Hy Lai tái nhợt đi. Vừa nãy ông ta sắp thuyết phục được Giang Tiên Sinh, nhưng cái tên ngu ngốc Dương Tông Phúc này lại coi lời nói đó của Giang Tiên Sinh là thật. Tai không được tốt. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn Dương Tông Phúc. Mấy người lãnh đạo bệnh viện bất giác lùi về sau vài bước, cách Dương Hy Lai xa một chút còn mấy bác sĩ đứng phía sau Dương Tông Phúc khuôn mặt bỗng trắng bệch, toàn thân trao đảo. Nếu như nói tất cả mọi việc trước đây vẫn có thể hòa giải, thậm chí xóa bỏ hiểu lầm rồi bồi thường thiệt hại. Vậy thì câu nói vừa nãy của Dương Tông Phúc đã cắt đứt tất cả niềm hy vọng. Đường đường là bậc thầy trong ngành y nổi tiếng khắp cả nước mà lại bị lãng tai. Truyền ra ngoài người khác sẽ tưởng Giang Tiên Sinh là người tàn phế, không xứng danh bậc thầy ngành y, cũng không xứng làm việc bên cạnh các lãnh đạo lớn quốc gia. Dương Tông Phúc hắn lấy đâu ra cái gan đấy vậy? Dựa vào chú ruột của hắn Dương Hy Lai sao? Sợ rằng Dương Hy Lai cũng không có cái gan đó. Giang tiên sinh, Tông Phúc ăn nói không suy nghĩ, vẫn mong ngài bỏ qua cho. Lần này Dương Hy Lai không đắc ý như trước nữa, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Thậm chí cả chán ông ta cũng toát mồ hôi. Giang tiên sinh quả thực không thể động đến ông ta nhưng chỉ cần Giang Tiên Sinh nói một câu trước mặt lãnh đạo là Dương Hy Lai coi như xong đời. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Giang Tiên Sinh, muốn xem ông sẽ có phản ứng gì. Chu Dương cũng kinh ngạc nhìn ông ấy, trong lòng cảm thấy bất an. Giang Tiên Sinh này nhìn bề ngoài thì không giống với khí phách của một bậc thầy ngành y, nhưng tính cách của ông thì lại có vẻ rất lão luyện. Dường như mỗi câu nói của ông đều đang dẫn dụ Dương Tông Phúc đáp trả lại còn Dương Tông Phúc cũng đáp trả theo một cách ngu ngốc. Cứ như thế Dương Tông Phúc lập khắc rơi vào cái bẫy mà Giang Tiên Sinh bày ra. Ăn nói không suy nghĩ, thực sự thì người trẻ luôn có chút bồng bột, tôi sẽ không trách đâu, dù sao cũng giả rồi, cơ thể sẽ xảy ra một số vấn đề. Vẻ mặt Giang Tiên Sinh lạnh lùng, gật đầu nhẹ một cái, dường như thực sự không để ý đến lời Dương Tông Phúc vừa nói nhưng ngay sau đó lời nói của giang tiên sinh lại khiến cho khuôn mặt của dương hy lai và dương tông phúc biến sắc nhưng mà sắp tiến hành phẫu thuật lại dùng sự an nguy của bệnh nhân để uy hiếp người khác tôi không nghe lầm xem ra dương viện trưởng không muốn quản lý nếu đã như thế vậy thì sau này tôi sẽ tự giải quyết vừa dứt lời tất cả đều im lặng mặt dương hy lai và dương tông phúc xám như cho tàn dường như đã nhìn thấy được kết cục của bản thân mấy vị lãnh đạo bệnh viện ai cũng hốt hoảng không biết rốt cuộc đang nghĩ gì những bác sĩ phía sau dương tông phúc lúc nãy cũng ngớ người ra bọn họ vừa làm chứng cho dương tông phúc nói dương tông phúc không nói những lời như thế nhưng lời của giang tiên sinh đã khẳng định là dương tông phúc có nói vậy thì tất nhiên là họ nói dối hơn nữa còn nói trước mặt một bậc thầy trong ngành y đới huy hơi hé miệng kinh ngạc sửng sốt anh ấy lên tiếng đồng thời cũng là một sự liều lĩnh cực lớn nhưng thẳng thắn dứt khoát như vậy kết quả cũng không tồi ngay cả mấy người chu dương cũng vừa cười vừa nhìn giang tiên sinh ông già lão luyện này một khi nghiêm túc thì tràn đầy khí thế dọa người khác khiếp sợ nhìn hai chú cháu dương hy lai bị dọa thành ra bộ dạng gì rồi giang tiên sinh đã mất quá nhiều thời gian với loại người vô công rồi nghề thẩm bích quân vào đây cũng sắp 40 phút rồi vẫn mong ông tiến hành phẫu thuật đi chu dương khẽ cười một tiếng lập tức nói giọng nghiêm nghị Mặc dù anh cũng chỉ đứng bên cạnh xem màn kịch vừa rồi, nhưng trong lòng lại nôn nóng như lửa đốt. Bọn họ ở bên ngoài một giây thì ở bên trong thẩm bích quân sẽ thêm một giây nguy hiểm. Trước mắt, câu nói của Giang Tiên Sinh đã quyết định sự vinh nhục của hai chú cháu Dương Hy Lai, tiếp theo đương nhiên sẽ phải tranh thủ thời gian làm phẫu thuật cho thẩm bích quân. Lúc này đới huy và các bác sĩ khác đều liếc nhìn với ánh mắt sáng ngời. Bậc thầy trong ngành y sắp làm phẫu thuật. Đây là điều hiếm gặp nếu như có thể tận mắt chứng kiến cuộc phẫu thuật ông ấy đối với họ mà nói tất nhiên rất có lợi. Giang Tiên Sinh, nếu muốn phẫu thuật cho bệnh nhân thì nhất định phải cần người trợ giúp. Tôi tình nguyện làm phụ tá cho ông. Lúc này một lãnh đạo bụng phệ đi đến, chỉnh lại áo blau, dáng vẻ rất tự tin. Ông ta là phó viện trưởng của bệnh viện, tay nghề phẫu thuật đương nhiên không phải tầm thường. Làm phụ tá cho người có tay nghề nổi tiếng toàn quốc cũng đủ mãn nguyện sau đó lại có mấy người lãnh đạo lên phía trước tỏ ý muốn làm phụ tá cho giang tiên sinh cơ hội tốt thế này ai mà không muốn chứ giang tiên sinh tôi có thể vào trong xem được không đến đới huy cũng lo lắng không yên nhìn về phía giang tiên sinh trong lòng vô cùng kỳ vọng giang tiên sinh ông mau ra quyết định đi bạn của tôi không đợi được lâu như thế cho dù cần bao nhiêu người bao nhiêu thiết bị tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho ông chu dương cũng hơi sốt ruột liền nói không cần phiền phức như thế Giang tiên sinh xua tay, lạnh lùng nói. Ý gì vậy chứ? Chu Dương kinh ngạc. Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, hai người là đủ rồi, Chu Dương, cậu vào trong với tôi. Giang tiên sinh bật cười, lời nói rất vui vẻ thoải mái, giống như đang đùa giỡn. Nhưng mọi người biết lời của Giang tiên sinh tuyệt đối không phải đang đùa. Bởi vì Chu Dương đã bị ông ấy kéo gần đến phòng phẫu thuật, còn người duy trì trạng thái cho thầm bích quân ở trong phòng phẫu thuật cũng bị đuổi hết ra ngoài. Ngay lúc này tất cả mọi người đều dương to mắt, không thể nào tin được nhìn căn phòng phẫu thuật đã đóng cửa lại. Chu Dương, chắc không biết y thuật đâu nhỉ, đột nhiên có một giọng nói nhỏ truyền đến, đám đông liền yên lặng, trong lòng càng hoang mang bất on. Họ nghĩ không ra rốt cuộc giang tiên sinh có ý gì, ông ấy đang muốn làm gì. chương 239, Trâm cứu huyệt đảo, trong phòng phẫu thuật, Chu Dương khuôn mặt u ám nhìn thẩm bích quân sắc mặt xanh sao đang nằm trên bàn phẫu thuật. Anh vừa nãy đang định hỏi lời Giang Tiên Sinh nói vậy là có ý gì, liền bị Giang Tiên Sinh bất thình lình lôi vào trong phòng. Mặc dù biết Giang Tiên Sinh chắc chắn sẽ không hại mình, nhưng anh vẫn như cố theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng điều khiến anh cảm thấy kinh ngạc là, anh phát hiện bản thân không thể nào thoát khỏi cái kéo tay của Giang Tiên Sinh được. Phải biết rằng anh là thanh niên cường tráng mới hơn 20 tuổi, còn Giang Tiên Sinh tuổi đã gần 60, là một lão nhân gia. Chưa kể nhìn qua dáng vẻ Giang Tiên Sinh có chút yếu đuối, mặc dù vẻ ngoài Chu Dương không tính là vạm vỡ, những bình thường có tập luyện, cũng cùng như xuyên học qua một chút võ thuật, thân thể cũng được xem là có cơ bắp. Cứ như vậy, anh tuy rằng không cảm thấy tránh khỏi được sự lôi kéo của đối phương. Giang Tiên Sinh, đây rốt cuộc là có ý gì? Chu Dương cổ nén khiếp sợ trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Lẽ nào danh thủ quốc gia đều có sức lực mạnh mẽ như vậy sao? Cuống hồ, Chu Dương anh căn bản không hiểu biết về kiến thức y học, thậm chí anh cũng chẳng biết gì về các dụng cụ khác nhau đặt bên cạnh bàn mo. Kéo anh vào, là muốn anh giúp một tay sao? Đây chẳng phải là rước thêm phiền phức à? Thế nào, không đồng ý sao? Giang tiên sinh nhướng mày, nhìn Chu Dương cười. Đồng ý thì đồng ý, nhưng mà tôi vốn dĩ không biết y thuật, những vật dụng trong này tôi đều không nhận ra chu dương có chút bất lực nói thiết bị y tế phức tạp anh cũng chỉ là một người ngoài ngành sao có thể nhận biết được dụng cụ trong này càng không nói đến cái nào dùng với cái nào có tác dụng gì làm thế nào để sử dụng không cần cậu phải biết những vật dụng này cậu cùng làm phẫu thuật với tôi không cần dùng đến những vật dụng kia giang tiên sinh khẽ cười nói cứ thế trực tiếp bắt đầu cởi quần áo chu dương cũng bị dọa giật nảy mình giang tiên sinh đây là muốn làm gì ở trong phòng mù mà cởi áo khoác. Giang tiên sinh, ông đây là... Chu Dương chưa nói hết câu, đã nhìn thấy bên dưới áo khoác của Giang tiên sinh có dấu thứ gì đó. Trong nháy mắt, Chu Dương trợn to hai mắt, kinh hoàng nhìn mọi thứ. Chỉ thấy khi Giang tiên sinh cởi áo khoác ra, bên trong có hai cái cái túi dài. Giang tiên sinh từ từ mở túi ra, trong đó có 12 cây kim bạc. Hai cái túi đựng 24 cây kim, dài ngắn không đồng đều trên mỗi cây kim dường như đều lóe lên ánh sáng chu dương mới nhìn thoáng qua trong lòng đã thấy ớn lạnh lẽ nào giang tiên sinh muốn dùng những cây kim này để chữa bệnh cho thẩm bích quân trong lòng chu dương không khỏi nghi ngờ tuy vẫn phải nghe theo nhưng cũng có sự hoài nghi lớn bên ngực trái của thẩm bích quân bị dao găm đâm lưỡi dao gần như đâm gần vào tim tình trạng vết thương như vậy Chu Dương nghĩ lẽ nào không phải nên sử dụng phẫu thuật của y học phương Tây để giải quyết sao? Giang tiên sinh, làm thế này có được không vậy? Chu Dương vẫn cảm thấy không yên tâm. Nhưng với thân phận bậc thầy trong ngành y của Giang tiên sinh, khiến Chu Dương từ đầu đến cuối vẫn ấp ủ một chút hy vọng. Ông ấy nhất định có bản lĩnh, nếu không làm sao có thể trở thành danh thủ quốc gia, làm sao có thể khám bệnh cho các nhà lãnh đạo lớn? Cậu thấy thế nào? Giang tiên sinh không trực tiếp trả lời câu hỏi ngược lại ông lấy ra một cây kim bạc ngâm vào bên trong nước sát trùng chu dương đang tự hỏi giang tiên sinh chuẩn bị những cây kim này làm gì thì thấy một tia sáng lóe qua trước mắt chỉ thấy giang tiên sinh nhẹ nhàng giơ tay lên những cây kim bạc đã châm trên người thẩm bích quân thiên đột tuyền kỵ hoa cái tử cung ngọc đường đàn trung trung đình chu dương không biết những huyệt vị này đây đều là những câu nói của giang tiên sinh mỗi lần cắm kim bạc cho dù Chu Dương có ngốc hơn nữa, anh cũng biết Giang Tiên Sinh thật sự có thể thông qua châm cứu để chữa trị cho Thẩm Bích Quân. Nhưng những huyệt đạo này không có mối liên hệ lớn lắm với vết thương ở ngực trái của Thẩm Bích Quân, Chu Dương nhất thời không nghĩ ra được. Điều khiến Chu Dương chú ý tới là mỗi lần Giang Tiên Sinh châm xuống một cây kim, mồ hôi trên trán ông lại thoát ra không ngừng nghỉ. Dù vậy, Giang Tiên Sinh không hề dừng lại, vẫn tiếp tục châm cứu. Ngay sau đó trong số 24 cây kim của Giang Tiên Sinh có 20 cây đã châm xong vào vị trí, chỉ còn lại 4 cây sau cùng. Chu Dương, không phải cậu thấy tò mò liệu tôi có thể cứu cô gái nhỏ này không sao? Nhìn cho kỹ đây. Giang Tiên Sinh trầm giọng nói, tay cầm một cây kim bạc, không chút do dự đâm vào một huyệt đạo lón. Chu Dương nhìn kỹ hơn, cũng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ là tốc độ có nhanh hơn một chút. Đợi đã. Ánh mắt của Chu Dương ngưng lại, không khỏi giật mình. Anh thấy những cây kim châm trên huyệt vị của Thẩm Bích Quân dường như xuất hiện một làn khói trắng. Đây là cái gì? Chu Dương vội ngẩng đầu lên, kinh hoàng nhìn Giang Tiên Sinh. Tuy rằng Chu Dương không hiểu biết nhiều về các phương pháp châm cứu, nhưng cũng biết được, những người có thể thực hiện châm cứu cho người khác đều là những người đã học qua mấy chục năm. Bất kể trên phim ảnh hay ở trên mạng Chu Dương cũng chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa anh chưa từng nghe qua. Trên kim bạc có thể xuất hiện khói trắng. Chu Dương mở to hai mắt không dám chấp, chỉ sợ sẽ bỏ qua khoảnh khắc kỳ diệu nào đó. Ba cây kim tiếp theo đều giống vậy chỉ xuất hiện làn khói trắng, ngoài ra không hề xảy ra hiện tượng gì đặc biệt. Giang Tiên Sinh, rốt cuộc đây là gì vậy? Đợi Giang Tiên Sinh châm cây kim cuối cùng xuống, Chu Dương ngẩng đầu lên hỏi. Lúc này Chu Dương mới phát hiện ra, sắc mặt Giang Tiên Sinh tái nhợt, thân thể không vững mà quần áo trên người cũng ướt đẫm mồ hôi chu dương trong lòng kinh hãi chỉ bốn cây kim bạc đã khiến giang tiên sinh biến thành bộ dạng như vậy châm cứu huyệt đạo giang tiên sinh sau khi lau sạch mồ hôi ở trên trán mới nhẹ nhàng nói ra một câu châm cứu huyệt đạo chu dương chỉ cảm thấy chấn động giống như vừa mới tiếp xúc với thứ gì đó rất khủng khiếp mà thứ này từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy hoặc tối thiểu anh thực sự chưa từng nghe đến đây là gì Chu Dương lại hỏi. Lúc nãy anh hỏi những cái kim bạc này là gì? Lần này anh lại hỏi châm cứu huyệt đạo là gì? Cậu muốn học không? Giang tiên sinh danh mẽ nhìn Chu Dương, dường như có chút ánh sáng lóe lên trong mắt ông. Tôi có thể học sao? Chu Dương ngạc nhiên, khuôn mặt hào hứng mong chờ. Có thể, cậu ở bên cạnh tôi, làm một phụ tá nhỏ Giang tiên sinh nghiêm túc nói, không giống đang nói đùa. Ha ha, Giang tiên sinh, nếu như muốn học, phải tốn bao nhiêu thời gian vậy? Chu Dương liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng hỏi. Nhìn màn châm cứu của Giang Tiên Sinh, bốn cây kim châm cuối cùng tổn sức lực như thế nào, Chu Dương biết nếu như muốn học, nhất định vô cùng khó khăn. Không lâu lắm, cũng tầm 30 năm thôi. Giang Tiên Sinh hờ hững nói, giống như thời gian 30 năm thực sự không hề dài, chỉ cần chớp mắt là đến. Hơ, vậy thì thôi, Giang Tiên Sinh, vết thương của bạn tôi có thể chữa khỏi không? Chu Dương nhìn Thẩm Bích Quân đang nằm trên bàn mổ, so với lúc trước, sắc mắt cô đã hồng hào lên một chút, nhìn qua, vẫn còn cơ hội sống sót. Chu Dương biết, đây nhất định là tác dụng của lần châm cứu vừa nãy của Giang Tiên Sinh. Châm cứu huyệt đạo quả nhiên rất lợi hại. Thậm chí cho dù không cần dùng đến thiết bị y tế cũng có thể ổn định vết thương của Thẩm Bích Quân. chương 240, cổ quá. Yên tâm đi, tình trạng vết thương đã ổn định rồi, qua mấy tiếng nữa là có thể tỉnh lại nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thì e là vẫn phải cần thêm một khoảng thời gian. Giang tiên sinh nhẹ giọng nói nhưng trong lời nói lại vô cùng tự tin. Chu Dương ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Giang tiên sinh nói tự tin như thế chắc là trước đó đã từng dùng cách châm cứu huyệt đạo này rồi, hơn nữa có lẽ đối phương tỉnh lại rất nhanh như lời Giang tiên sinh nói, đồng thời cuối cùng cũng đã phục hồi. Chu Dương cúi đầu nhìn xuống, trên các huyệt đạo của thẩm bích quân phủ đầy những chiếc kim bạc trên mỗi chiếc kim bạc gần như đều phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng giờ phút này trong mắt chu dương thứ ánh sáng này lại giống như ánh sáng hy vọng giang tiên sinh hình như vừa nãy tôi nhìn thấy một chút tình hình khác thường anh không dám xác định nhưng anh cảm thấy có lẽ mình nhìn thấy được lúc giang tiên sinh châm kim bạc xuống nhất là bốn cây kim cuối cùng rõ ràng chu dương nhìn thấy một làn khói trắng quanh quẩn trên chiếc kim bạc thẩm thấu vào trong cơ thể của thẩm bích quân Rốt cuộc đó là thứ gì? Là cái này hà? Giang Tiên Sinh khẽ cười, dùng tay vuốt lên một cây kim bạc. Chu Dương lập tức mở to hai mắt nhìn xem, anh nhìn thấy trên cây kim đó có một làn khói trắng quanh quẩn. Giống như đúc cái trước đó anh đã thấy. "Cái này?" Chu Dương kinh ngạc, vừa nãy thứ anh nhìn thấy không phải là tưởng tượng, mà nó thật sự tồn tại. Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào? Giang Tiên Sinh thu tay lại, Dường như trên trán lại đổ thêm chút mồ hôi. Nhưng ông ấy không thèm để tâm. Đây chính là chỗ kỳ diệu của châm cứu huyệt đạo. Tôi theo sư phụ học y hơn 30 năm, y thuật học tập cao thâm nhất chính là cái này, mà làn khó trắng vừa rồi cậu thấy là chân khí. Mấy chục năm nay tôi cũng chỉ tập luyện ra một chút, vừa rồi trị liệu cho người bạn này của cậu, gần như đã dùng hết một nửa. Giang tiên sinh có chút xúc động, ánh mắt nhìn về phía trước, lộ ra vẻ vô cùng sâu xa không biết có phải là nhớ lại gì đó hay không. Chân khí. Nhưng giờ phút này, Chu Dương cảm thấy rất chấn động. Đây là lần đầu tiên thứ đồ vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và TV lại trực tiếp hiện rõ trước mặt anh. Chẳng lẽ Giang Tiên Sinh chính là người tu luyện trong truyền thuyết sao? Chu Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn Giang Tiên Sinh một chút. Anh phát hiện ra, giờ phút này, hơi thở trên người Giang Tiên Sinh hơi uể oải, hiển nhiên là đã hao tổn quá nhiều sức lực khi châm cứu cho thẩm bích quân giang tiên sinh trên thế giới này thật sự có thứ đồ thần kỳ vậy sao chu dương khẽ hỏi hiện tại trong đầu anh có một ý nghĩ có phải là vì cái này nên giang tiên sinh mới trở thành người giỏi bậc nhất hơn nữa còn nổi tiếng cả nước thậm chí còn từng xem bệnh cho rất nhiều lãnh đạo lớn của nhiều quốc gia tin thì có không tin thì không chu dương cậu không được nói ra chuyện lúc nãy nhìn thấy đâu đấy Giang tiên sinh vừa cười vừa nói. Đương nhiên, nếu cậu muốn học thì tôi có thể dạy cậu. Ánh mắt của Giang tiên sinh sáng rực nhìn Chu Dương, trong ánh mắt đó dường như có chút mong đợi. Chu Dương dùng mình, vội chuyển ánh mắt nhìn qua chỗ khác. Vừa rồi anh đắm chìm trong ánh mắt của Giang tiên sinh, suýt chút đã đồng ý. Nghĩ tới việc phải tu luyện hơn 30 năm vất vả mới học được, trong lòng anh đã cắt đứt luôn ý nghĩ này. Người sống một đời có bao nhiêu đâu, phải tốn 30 năm để học châm cứu huyệt đạo, đúng là lãng phí thời gian tươi đẹp, không hợp với nguyên tắc của Chu Dương. Mặc dù Chu Dương không nhìn Giang Tiên Sinh nữa nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt của Giang Tiên Sinh vẫn chưa rời khỏi người mình. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn có một chút kỳ quái. Chu Dương tự nghĩ, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Giang Tiên Sinh. Lúc trước, ngay cả Giang Tiên Sinh là người phương nào anh cũng không biết nhưng vì sao giang tiên sinh lại nhiệt tình với mình như vậy hình như là từ lúc trần thế hảo lấy ra miếng ngọc bội kia nghĩ tới đây trong đầu chu dương lại hiện lên hình ảnh miếng ngọc bội miếng ngọc bội hiện ra trong đầu chu dương nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen mắt giống như trước đó anh đã từng nắm nghĩa thậm chí còn chơi với nó rất lâu đột nhiên một ý nghĩa xuất hiện trong đầu của anh trong lòng chu dương xúc động giống như đã biết mình nhìn thấy miếng ngọc bội kia ở đâu rồi Chừng nửa tiếng nữa là có thể rút kim bạc ra, đến lúc đó, người bạn này của cậu cần phải chăm sóc nhiều hơn, điều dưỡng tốt thân thể là được. Giang Tiên Sinh thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, trong lòng cũng hơi mất mát. Lúc ông ấy nhìn thấy miếng ngọc bội kia ở viện điều dưỡng Thành Đông, đúng là kích động muốn chết. Thậm chí ông ấy còn mặc kệ việc kiểm tra sức khỏe cho phương đại tướng, trực tiếp ra ngoài nhìn xem là ai. Mà lúc đó, cũng chỉ có ba người đứng ở cổng viện điều dưỡng Chu Dương, Trần Thế Hào, Nhiêu Xuyên. Trần Thế Hào lớn tuổi, đã hơn 40, mà Chu Dương và Nhiêu Xuyên đều sắp xỉ hơn 20 tuổi. Nhưng sức mạnh trên người Nhiêu Xuyên rất dồi dào, không phải là người ông chờ đợi. Người có khả năng duy nhất chính là Chu Dương, cho nên lúc đó, ánh mắt mắt của ông nhìn vào Chu Dương đầu tiên. Nhưng Ngọc Bội lại không phải của Chu Dương, mà là của Trần Thế Hào. Điều này khiến trong lòng Giang Tiên Sinh vô cùng mất mát, nhưng năm đó ông nợ chủ nhân của miếng ngọc bội một lời hứa cho nên dù trần thế hào không phải là người ông chờ thì ông vẫn làm việc nghĩa không trùn bước giúp trị bệnh cho cô gái đang nằm trên giường bệnh trước mặt đèn phòng giải phẫu vẫn sáng như cũ còn người đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật tâm trạng cũng khác nhau tạ ngọc linh diệp sở thiến vô cùng lo lắng đám người trần thế hào như xuyên hồ ra vẻ mặt nghiêm túc gương mặt đới huy lộ ra vẻ sùng bái vẫn luôn nhìn về phía phòng phẫu thuật giang tiên sinh nói cuộc phẫu thuật này chỉ cần hai người nên ông chỉ dẫn theo chu dương vào mà đám người tạ linh ngọc nói chu dương hoàn toàn không biết y thuật thậm chí ngay cả thiết bị chữa bệnh bên trong là gì có lẽ anh cũng không biết một người như vậy sao có thể vào giúp giang tiên sinh nhưng trong lòng đới huy tin tưởng giang tiên sinh đã nói vậy đương nhiên đã chắc chắn vì thế anh ấy vẫn chờ mong trái lại đám người dương tông phúc mặt xám như cho ngoại trừ lúc đầu dương hy lai hung hăng liếc dương tông phúc ra thì thời gian còn lại đều rơi vào trầm tư không được không thể khoanh tay chờ chết như vậy được mặc dù giang tiên sinh là danh thủ quốc gia nhưng cũng không chỉ có một danh thủ quốc gia quách tiên sinh cũng là danh thủ quốc gia mắt dương hy lai sáng lên giống như đã tìm được cách giúp mình thoát tội ngay lập tức dương hy lai quay người rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ông ta vào nhà vệ sinh, đồng thời gọi một cuộc điện thoại. Mặt Dương Tông Phúc lộ vẻ mong chờ, nếu Dương Hy Lai có cách giải quyết, vậy hắn cũng sẽ không sao cả. Những lãnh đạo bệnh viện kia thì đều kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ dưới tình huống như vậy, lời nói của vị danh thủ quốc gia đã quyết định vinh nhục, Dương Hy Lai vẫn còn có cách khác. Nhưng bây giờ bọn họ đều sẽ im lặng, không nói gì. Khi chuyện còn chưa được xem là ổn định, tất cả thái độ của bọn họ đều thể hiện ra hết sức không thành thật. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên. Mọi người nghe thấy đều nhìn qua, thấy rõ một nhóm người khác đang bước đến. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, sắc mặt uy nghiêm, khí chất không tầm thường. Còn sau lưng ông là 8 người trẻ tuổi, dáng người cao ngất ngưỡng, nhìn ai cũng có cảm giác vô cùng mạnh mẽ. chương 241, Phương Đại Tướng đến. Phương Đại Tướng, sao ngài lại đến đây? Trần Thế Hảo và Nghiêu Xuyên hết sức kinh ngạc, thậm chí là hoảng hốt. Phương Đại Tướng là tướng quân đời đầu, địa vị không phải dạng tầm thường. Ông xuất hiện ở đâu, thậm chí đến cả lãnh đạo chính quyền ở đó cũng phải tự thân đến nghênh đón. Trước kia ông còn điều trị ở viện điều dưỡng, bây giờ lại mang theo người xuất hiện ở Bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố Đông Hải. Hai người Trần Thế Hảo và Nghiêu Xuyên lập tức bước lên đón tiếp. Người khác không biết thân phận của Phương Đại Tướng nên không phản ứng gì cũng không sao, nhưng họ đã biết rồi thì không thể giả vờ như không biết. Thế nhưng, phản ứng của họ trong mắt người khác lại giống như xét đánh giữa trời quang, nội tâm hoảng loạn. Phương Đại Tướng, đây là ai cơ chứ? Là tên của ông hay là thân phận của ông? Đủ tư cách để có danh xưng tướng quân, chẳng lẽ là một vị tướng quân thật? Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều trở nên trang nghiêm, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về vị phương đại tướng đang tiến vào. Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến cũng hoảng hốt nhìn về phía phương đại tướng. Khiến Trần Thế Hào và Nghiêu Xuyên đồng thời cất lời thì thân phận nhất định không sai bao giờ. Nhớ lại trước kia khi đi cùng Chu Dương đến viện điều dưỡng thành đông mời giang tiên sinh, tâm trạng hai người cũng nhẹ nhõm hơn. Nghĩ rằng họ đã gặp vị đại tướng này ở đó. Nhưng đối huy, Dương Tông Phúc và những người khác lại không như vậy bọn họ không nghĩ nhiều đến thế chỉ là vẻ mặt nghiêm túc trong lòng kinh hoàng hiển nhiên đã bị thân phận của phương đại tướng làm giật mình những lãnh đạo bệnh viện ở thành phố đông hải cũng được xem là người có thân phận có đủ tư cách nói chuyện với lãnh đạo chính quyền thành phố nhưng khi đối mặt với phương đại tướng lại lo lắng đến nỗi không nói nên lời lão già đó đâu rồi phương đại tướng thấy trần thế hào và ngưu xuyên gật đầu nhẹ với họ không khách sáo gì mà hỏi thẳng Giang tiên sinh không quan tâm gì đến kiểm tra sức khỏe của ông mà chạy đến đây chữa trị cho người khác, làm ông rất không thoải mái. Là ai mà có thể so được với thân phận của ông? Nhưng Phương Đại Tướng cũng không phải một người vô lễ ngang ngược. Vì vậy ông đưa người sang đây xem thế nào? Phương Đại Tướng, Giang Tiên Sinh đang tiến hành phẫu thuật trong phòng phẫu thuật, không biết khi nào mới xong, Trần Thế Hảo nhẹ giọng nói. Giang Tiên Sinh và Chu Dương đã vào trong gần một tiếng đồng hồ, đến giờ vẫn chưa có động tính. Ông ấy cũng không biết tình hình bên trong rất cuộc ra sao. Vào trong đó bao lâu rồi? Phương Đại tướng ngẩng đầu nhìn đèn chỉ thị của phòng phẫu thuật, trầm giọng hỏi. Dựa theo tình huống bình thường, từ lúc Giang Tiên sinh rời đi, tới được bệnh viện, tiến hành chuẩn bị phẫu thuật, bây giờ phẫu thuật có lẽ đã bắt đầu hơn nửa tiếng. Với thực lực của Giang Tiên sinh, phẫu thuật gì mà cần tới nửa tiếng? Đã một tiếng đồng hồ rồi trần thế hào đáp một tiếng nét mặt phương đại tướng hiện lên vẻ khó hiểu hiển nhiên là không tin lắm giang tiên sinh rời khỏi viện điều dưỡng cũng chỉ mới hơn một tiếng rưỡi trừ nửa tiếng trên đường đi chẳng lẽ ông ấy vừa đến bệnh viện thì lập tức bắt đầu phẫu thuật mà không chuẩn bị gì đúng vậy giang tiên sinh chỉ mang theo chu dương vào hiện giờ phòng phẫu thuật chỉ có hai người họ trần thế hào thấy nét mặt nghi ngờ của phương đại tướng cảm thấy hơi lạ Nghe thấy lời Trần Thế Hào nói, trên mặt Phương Đại tướng lại càng thêm ngờ vực. Nhưng nhiều hơn nữa, đó là kinh ngạc. Rõ ràng, Phương Đại tướng biết được điều gì đó. Lão già này lẩm bẩm một câu, Phương Đại tướng nhìn quanh những người khác có mặt ở đó. Chỉ một ánh mắt, ông đã phân biệt được lai lịch những người còn lại. Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến đều là những cô gái có vẻ ngoài không tầm thường, rõ là có quan hệ mật thiết với Chu Dương. Mấy người đối huy Dương Tông Phúc đều mặc áo blau, hiển nhiên là bác sĩ của bệnh viện. Còn những lãnh đạo khác, tuy không mặc áo blau nhưng ông nào cũng hơi phát tướng, hơn nữa có chút huy thế. Viện trưởng của các người đâu? Lão già họ Giang đến bệnh viện các người, viện trưởng cũng phải ra nghênh tiếp một chút chứ. Phương đại tướng nhìn sang đám lãnh đạo, trầm giọng hỏi. Nếu như Chu Dương ở đó thì nhất định sẽ nghi ngờ, Phương đại tướng nói như vậy thật ra e là đang tự nói mình. Phương Đại Tướng là ông đây đã tới bệnh viện rồi, viện trưởng còn không mau ra tiếp đón một chút, có ý gì? Xem thường ông đây à? Nhưng rõ ràng đám lãnh đạo bệnh viện lần đầu gặp Phương Đại Tướng vẫn không biết phải làm thế nào. Viện trưởng đi gọi điện rồi, chắc là sẽ quay lại ngay thôi. Phó viện trưởng sợ sệt trả lời. Lúc này, Dương Hy Lai vừa gọi điện xong, từ nhà vệ sinh bước ra. Vẻ mặt với nụ cười mỉm, tâm trạng cực tốt vừa rồi đã nói chuyện điện thoại với Quách Tiên Sinh, kể lại những chuyện đã xảy ra ở đây, nhưng cũng lươn lẹo che giấu đi vài điều. Ông ta và Quách Tiên Sinh có quan hệ thân mật, hai người từng có một khoảng thời gian mang danh phận thầy trò. Dương Hy Lai tin rằng, những thứ mà bản thân đã giấu không là gì với Quách Tiên Sinh. Nhưng lúc ông quay lại, phát hiện có thêm không ít người, hơn nữa trông có vẻ uy quyền. Đến cả đám lãnh đạo kia cũng có hơi sợ hãi. Người nào tới vậy? Dương Hy Lai trở thấy lòng lạnh toát, vội vàng đi qua. Viện trưởng, đây là Phương Đại Tướng, ngài đến tìm Giang Tiên Sinh. Phó Viện trưởng thấy Dương Hy Lai quay lại, lập tức kéo ông ta tới, giới thiệu Phương Đại Tướng. Trong lòng Phó Viện trưởng lúc bấy giờ có chút sợ hãi, sợ Phương Đại Tướng biết được chuyện lúc nãy sẽ trừng phạt họ. Vậy nên nhanh chóng đẩy Viện trưởng Dương Hy Lai ra, để ông ta giải quyết mọi việc. Phương Đại Tướng, nghe xong sắc mặt dương hy lai khó tin nhìn phương đại tướng dương hy lai nhìn phương đại tướng cảm thấy rất xa lạ tuy nhìn có chút gì đó uy nghiêm nhưng ông ta cũng không biết thật giả thế nào ông ta để ý tình hình thì vị phương đại tướng này có quen biết với trần thế hào và ngưu xuyên điều này làm dương hy lai bất chợt cảnh giác nhưng đồng thời ông cũng có chút hoài nghi trần thế hào và ngưu xuyên đều là người của chu dương chu dương chỉ là một cổ đông của công ty danh dương chưa nghe nói sau lưng Chu Dương có bối cảnh thể lực gì, sao họ có thể quen biết phương đại tướng? Với cả, người có thể làm đại tướng thì là người như thế nào chứ, sao lại quen với một kẻ như Chu Dương? Chẳng lẽ đây là một tên giả mạo? Ông nói ông là đại tướng, nhưng tôi không biết là thật hay giả, có giấy tờ gì có thể chứng minh không? Hơn nữa, ông không mặc quân phục, bệnh viện chúng tôi cũng không nhận được thông báo nào, ai biết được ông có phải một người giả mạo hay không? Nghĩ tới lời dặn dò của quách tiên sinh, Dương Hy Lai thấy tự tin trở lại, bắt đầu chất vấn lại. Mặc kệ người trước mặt có là đại tướng thật không, ông ta hỏi vậy cũng không có gì sai. Không có giấy tờ, không có quân phục, và ông ta cũng không nhận được thông báo nào. Chẳng lẽ bất cứ người nào đến bệnh viện, tự xưng là đại tướng, thì nhất định sẽ là đại tướng sao? Vì thế ông ta không hề do dự mà chất vấn. Trần Thế Hào và Nghiêu Xuyên ngơ ngác, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Hy Lai dám chất vấn thân phận của Phương Đại Tướng có phải thật hay không? Các bác sĩ khác, lãnh đạo cũng đồng loạt ngớ người. Giả mạo, quả là trò cười to bằng trời mà, Phương Tử Châu đây lần đầu bị người khác nghi ngờ thân phận đấy, người đâu, đi tìm Chu Kiện Quốc tới đây. Phương Đại Tướng nghe Dương Hy Lai nói xong. Ông hơi khựng người lại, sau đó lập tức cười to. Nhưng nụ cười này lại có chút giận dữ. Còn Dương Hy Lai sau khi nghe những gì Phương Đại Tướng nói liền sững sờ, các bác sĩ khác cũng hoảng hốt. Chu Kiến Quốc, nhà lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải. chương 242, hãy theo đó mà làm đi. Vào thời khắc này tất cả mọi người đều im lặng. Dương Hy Lai đứng ngây người nhìn Phương Đại Tướng, sau lưng ông còn có một người đang gọi điện thoại. Tuy rằng không thể biết người kia rốt cuộc có phải đang gọi điện thoại cho Chu Kiến Quốc hay không, nhưng Dương Hy lại biết rằng người này sẽ không dám nói năng lung tung. Người này không những dám gọi trực tiếp tên của Chu Kiến Quốc, mà ông còn rất ngang ngược, muốn tìm bằng được Chu Kiến Quốc tới đây. Đây dường như là một phương thức ra lệnh. Phải biết rằng Chu Kiến Quốc là nhà lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải, thân phận của ông ở trong nước cũng rất cao. Thế nhưng người này lại dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện về Chu Kiến Quốc. Những người lãnh đạo bệnh viện trong chốc lát liền căng thẳng, chẳng nói câu nào căn bản không dám nhìn thẳng vào phương đại tướng. Đích thực là trách nhiệm của Dương Hy Lai. Thẳng thắn đối mặt với phương đại tướng, trực tiếp đưa ra những lời chất vấn ông ấy. Mặc dù tình huống này là không sai nhưng thái độ rõ ràng là không đúng. Trong tình huống khi không biết được tính khí của phương tướng quân, làm như thế này rõ ràng là đang tự đưa bản thân mình vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tướng quân, bí thư chu nói rằng anh ấy sẽ tới nhanh thôi sau khi người hộ vệ của phương đại tướng gọi điện xong, liền nói nhỏ. Lúc này mọi người ở đây đều cực kỳ im lặng, bầu không khí tĩnh mịch. Đến cả Trần Thế Hào và Nghiêu Xuyên cũng chẳng biết nói gì. Chu Kiến Quốc ở thành phố Đông Hải là một người có danh tiếng rất lớn, sức ảnh hưởng mạnh, cho dù vậy Phương Đại Tướng cũng dám nói với giọng điệu đó. Chẳng trách lúc trước ở Cổng viện Điều Dưỡng, Giang Tiên Sinh nói rằng Phương Đại Tướng là một người nóng nảy có thể dùng giọng điệu này để nói về nhà lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải thì quả thật là rất nóng này. Két két, cửa lớn của phòng phẫu thuật đột nhiên mở, Giang Tiên Sinh và Chu Dương từ từ bước ra. Giang Tiên Sinh đã mặc lại chiếc áo khoác, những chiếc kim bạc kia cũng quay về vị trí ban đầu của nó, ẩn giấu ở bên trong chiếc áo. Ngoài gương mặt có chút nhợt nhạt, Giang Tiên Sinh vẫn không có gì khác so với lúc chưa vào phòng phẫu thuật. Còn Chu Dương thì không giống vậy. Sắc mặt anh đã không còn căng thẳng, rõ ràng đang rất thoải mái. Kết quả như vậy thì chỉ có một, Thẩm Bích Quân đã được chữa trị khỏi, Chu tổng, Thẩm tổng cô ấy. Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến vẫn luôn chú ý đến phòng phẫu thuật không rời mắt, khi nhìn thấy hai người họ bước ra lập tức chạy đến hỏi. "Không sao rồi, mọi người yên tâm đi, bây giờ chỉ cần điều dưỡng tốt cơ thể là có thể nhanh khỏe lại." Chu Dương cười nói, nhìn về phía Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến, đột nhiên sững sốt bởi vì anh nhìn thấy phương đại tướng tất nhiên phương đại tướng cũng nhìn thấy anh lão già này cuối cùng cũng ra khỏi phòng phẫu thuật rồi phương đại tướng nhìn thấy giang tiên sinh và chu dương bước ra lập tức đi đến chỗ hai người họ chăm chú nhìn gương mặt giang tiên sinh sao ông lại tới đây giang tiên sinh nhìn thấy phương đại tướng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên ông ấy cũng không ngờ phương đại tướng sẽ đến sao vậy ông bỏ tôi lại viện điều dưỡng rồi chạy đến đây chẳng lẽ tôi không thể ra ngoài tìm ông sao? Phương Đại tướng chừng mắt nhìn, trầm giọng nói. Nghe đến đây, Dương Y Lai cùng với mọi người ai nấy đều run rẩy. Giang tiên sinh lại dám bỏ Phương Đại tướng ở lại viện điều dưỡng, không quan tâm chăm sóc mà chạy đến đây chỉ vì điều trị cho thẩm bích quân. Trong chớp mắt mọi người nhìn về phía Chu Dương. Anh rốt cuộc là ai? Có thể khiến Giang Tiên Sinh lựa chọn chạy đến đây thay vì ở lại viện điều dưỡng. Đúng đúng đúng, ông nói gì cũng đều có đạo lý giang tiên sinh không biết phải nói gì ông ấy cũng lời tranh luận với phương đại tưởng mấy chục năm tiếp xúc giữa hai người không biết là đã tranh luận bao nhiêu lần mỗi lần như vậy hai bên đều bất lực giang tiên sinh lúc nãy là lỗi của tôi tôi thật lòng xin lỗi ông nhưng tôi có thể bảo đảm với ông một điều tông phúc tuyệt đối không phải là loại người như vậy tôi đã gọi điện thoại cho quách tiên sinh ông ấy sẽ giải thích rõ ràng với ông dương hy lai cảm thấy ớn lạnh vội vàng chạy đến phía trước cúi thấp đầu nói nhỏ nhưng giang tiên sinh cũng không thèm nhìn ông ta động thái trước đó rõ ràng là không xử lý dứt khoát dương tông phúc bây giờ lại còn muốn nhờ vào quách tiên sinh để khiến giang tiên sinh nhượng bộ trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ quách tiên sinh thì đã sao tôi không cần biết ông ta sẽ giải thích với tôi chuyện gì tôi chỉ nhìn vào những gì ông làm tất cả mọi việc ông xem đó mà làm gì giang tiên sinh lạnh lùng nói xảy ra chuyện gì vậy phương đại tướng cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng quay đầu lại hỏi chu dương chu dương không chút do dự kể hết những chuyện đã xảy ra sau mỗi câu nói của chu dương sắc mặt của phương đại tướng lại càng u ám mọi người cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh lúc này đang dần giảm xuống đại tướng bí thư chu đến rồi tên hộ vệ khẽ nói ngay lập tức tiếng bước chân vang lên lãnh đạo lớn của thành phố đông hải chu kiến quốc sải bước xuất hiện trước mặt mọi người nhìn thấy chu kiến quốc sắc mặt dương hy lai và đám người dương tông phúc thay đổi hẳn chu kiến quốc thật sự đã đến rồi xem dáng vẻ của ông ấy rõ ràng rất vội vã gấp gáp trong chốc lát sắc mặt hai người này u ám như cho tàn cho dù dương hy lai đã nói chuyện với với quách tiên sinh nhưng cũng không khiến làm ông ta cảm thấy vui mừng hơn Quách Tiên Sinh đúng là danh thủ quốc gia nhưng còn kém xa so với Chu Kiến Quốc. Phương Đại Tướng sao ngài lại tới đây, cũng không thông báo một câu để tôi cho người đón tiếp ngài. Chu Kiến Quốc đã trên dưới 50 tuổi, rất oai phong lẫm liệt, gương mặt chữ điền, tóc hai bên mang tai đã bạc trắng, đôi lông mày sắc xảo vắt ngang qua, rõ ràng là một người không tầm thường. Chu Dương liếc nhìn liền cảm thấy có chút quen thuộc. Phong thái như vậy, rất giống Phương Đại Tướng. Phương Đại Tướng là tướng quân chắc chắn phong thái sẽ hơn người. Lẽ nào Chu Kiến Quốc cũng đã từng là một người quân nhân? Tôi đến để tìm ông Giang, Kiến Quốc này, thành phố Đông Hải của các người khiến tôi rất thất vọng đây. Phương Đại Tướng xua tay, nói nhẹ. Dương Hy Lai và Dương Tông Phúc thậm chí không còn đứng vững ngay lập tức đã sụp xuống. Tuy rằng bọn họ đã nhìn thấy Chu Kiến Quốc đến nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng nói không chừng quan hệ giữa phương tưởng quân với Chu Kiến Quốc không tốt lắm, sẽ không nhắc đến chuyện của bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ phương đại tướng không nói gì. Chỉ nói đúng một câu tôi cảm thấy rất thất vọng về thành phố Đông Hải của các người. Một vị đại tướng lại nói rằng rất thất vọng trước mặt lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải. Đây được coi là gì? Chính là trực tiếp đánh vào mặt. Trong chốc lát sắc mặt của Chu Kiến Quốc u ám hẳn, khuôn mặt của những lãnh đạo theo sau ông cũng rất khó coi bọn họ không ít người đều biết chu kiến quốc đã từng làm lính dưới trưởng của phương đại tướng rất được phương đại tướng quân coi trọng sau khi ông ấy chuyển sang làm chính trị cũng được biết đến là một người cứng rắn vượt mọi khó mọi việc là như vậy chu dương nói xong liền lùi về phía sau im lặng anh biết việc tiếp theo không cần anh phải làm tất cả mọi việc tự nhiên sẽ có chu kiến quốc giải quyết chu kiến quốc nhẹ lắc đầu trầm tư suy nghĩ vài giây sau đó liếc nhìn Dương Hy Lai và Dương Tông Phúc. Phịch, ngay lập tức hai chú cháu Dương Hy Lai không còn đứng vững, trực tiếp ngã sụp xuống đất. chương 243 tỉnh lại, chu kiến quốc thậm chí còn không mở miệng nói lời nào. Hai chú cháu Dương Hy Lai bất động như tê liệt, chu Dương thầm thấy kinh ngạc trong lòng, không ngờ chu kiến quốc lại có khí thế lớn như vậy, chỉ một ánh mắt đã trực tiếp khiến cho hai người Dương Hy Lai, Dương Tông Phúc sụp đổ tinh thần chẳng trách ở đông hải luôn lưu truyền rằng nhà lãnh đạo lớn chu kiến quốc hành sự cương quyết nói một là một nói hai là hai xem ra cũng không phải hư danh các người tự mình nói cho rõ đi chu kiến quốc mở miệng nói nhưng chỉ nói đúng một câu dường như không hề tức giận nhưng chu dương biết chỉ dựa vào câu nói này hai chú cháu dương hy lai like coi như hoàn toàn kết thúc ít nhất ở thành phố đông hải bọn họ đã không còn đường lui Chu Kiến Quốc nói vậy thì đồng nghĩa với việc sau này bất kỳ bệnh viện nào ở Đông Hải cũng không thu nữa. Bí thư Chu, chuyện này tôi nhất định điều tra cho rõ ràng. Lãnh đạo Bộ Y tế bước đến, giọng điệu nặng nề. Sắc mặt ông ấy hết sức khó coi. Phương diện mà bản thân phụ trách xảy ra vấn đề như vậy, một khi lọt ra ngoài dưới sự lan truyền của truyền thông, làm không tốt, khiến cho cả nước đều biết. Đến lúc đó, người chủ quản trực tiếp quản lý là ông ấy càng không thể trốn tránh trách nhiệm thậm chí sẽ buộc phải từ chức. Được, tôi chỉ cho anh ba ngày, sau ba ngày, cải tôi muốn nhìn thấy là kết quả. Chu Kiến Quốc không nói nhiều lời, chỉ đưa ra một kỳ hạn. Chu Dương biết, dù Dương Hy Lai có lấp liếm như thế nào, ba ngày sau chuyện này cũng sẽ lộ rõ chân tường. Phương Đại Tướng bất giận, xảy ra chuyện thể này tôi cũng rất phiền lòng, chúng tôi nhất định cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Còn nữa, anh là Chu Dương đúng không, Chuyện này khi có kết quả nhất định sẽ thông báo cho anh." Chu Kiến Quốc quay sang nói với Chu Dương. Chu Dương gật đầu, không nói gì thêm. Chu Kiến Quốc có thể nói với anh như vậy là đã giữ thể diện cho Giang Tiên Sinh và Phương Đại Tướng. Còn về anh, vẫn chưa đến mức lọt vào mắt của Chu Kiến Quốc. Có thể như vậy là đã vô cùng khách khí. Chu Dương biết chừng mực nên cũng không yêu cầu thêm gì. Rất nhanh, Chu Kiến Quốc, Phương Đại Tướng và Giang Tiên Sinh cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Giang tiên sinh trước lúc rời đi còn đưa cho Chu Dương một tấm danh thiếp. Chu Dương biết đây là phương thức để liên hệ với Giang tiên sinh. Ngoài ra, vẫn còn một vị lãnh đạo của Bộ Y tế ở lại, ông ấy bắt đầu điều tra làm rõ việc của hai người Dương Hy Lai và Dương Tông Phúc. Các anh đi theo tôi. Lãnh đạo vẻ mặt nghiêm nghị nói với Dương Hy Lai, Dương Tông Phúc, còn có những người đứng đầu của bệnh viện, cùng vài bác sĩ khác. Đới Huy cũng đi cùng, đợi lãnh đạo tra hỏi. Khi đó, mấy người Chu Dương cũng bị giữ lại. Bọn họ không phải người của bệnh viện, mặc dù là những người có liên quan đến việc này, nhưng gần như đối mặt với chuyện đợi đến khi chết mới biết được người tốt người xấu này mà nói, thì không cần phải hỏi thêm nữa. Thẩm Tổng phải một lúc nữa mới có thể tỉnh lại, tôi ở đây đợi, mọi người cứ về trước đi, tôi lo nếu công ty xảy ra vấn đề gì, có chị ở đấy vẫn tốt hơn. Chu Dương nhẹ giọng nói với Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến. Giang Tiên Sinh nói Thẩm Bích Quân mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Anh đương nhiên muốn chờ đến khi Thẩm Bích Quân tỉnh, suy cho cùng cô ấy cũng vì Chu Dương mà bị thương. Còn Diệp Sở Thiến ở đây cũng không giúp được gì, chỉ bằng về công ty xử lý công việc. Nếu không, thông tin Thẩm Bích Quân bị thương truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cả công ty hoang mang. Có Diệp Sở Thiến, mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Được rồi nếu đã như vậy thì tôi về đây, thẩm bích quân tỉnh lại anh nhất định phải báo ngay cho tôi đấy. Diệp sở thiến cũng hiểu được nên không nguyễn cưỡng ở lại thêm, nhìn vào phòng phẫu thuật một lần liền quay lưng rời đi. Còn mọi người thì sao? Chu Dương quay sang những người khác, như Xuyên đương nhiên phải ở lại. Trần Thế Hào, Hồ Gia còn có việc riêng của mình, không nhất thiết phải ở lại đây, mọi người có thể về trước. Bọn họ thực sự cũng rất bận, an ủi động viên xong rồi lần lượt ra về họ có thể đến bệnh viện đã là đã xem trọng chu dương rồi nói cho cùng đối với thẩm bích quân quan hệ của họ với chu dương càng thân thiết hơn một chút một cái ghế chỉ đủ chỗ cho ba người chu dương như xuyên còn có tạ linh ngọc tạ linh ngọc còn để mặt mộc chưa trang điểm vội vàng từ nhà đến có thể thấy cô ấy khi nghe được tin đã hoang mang như thế nào em không về sao chu dương nhìn tạ linh ngọc có chút áy náy rõ ràng giữa hai người họ là quan hệ vợ chồng, nhưng trên thực tế, anh lại có quan hệ thân thiết với thẩm bích quân hơn cả tạ Linh Ngọc. Đến mức thẩm bích quân ở giây phút nguy cấp, tự nguyện đỡ giao cho Chu Dương. Phải biết rằng, ở tình hình này, không ai có thể biết được nhát dao này sẽ gây ra chuyện gì. Thậm chí, thẩm bích quân vì thế mà trọng thương, nguy hiểm tính mạng. Nếu không phải nhờ có Giang Tiên Sinh, không ai có thể đoán được hậu quả sẽ thế nào. Thế nhưng, Giữa Thẩm Bích Quân và Chu Dương chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nhiều hơn thì là bạn bè. Mối quan hệ như thế này, cũng khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy rất hỗn loạn, một lúc không có cách nào giải thích rõ được. "Ừ, anh ở đây đợi đi, dù sao quay về không có việc gì, đợi Thẩm Bích Quân tỉnh rồi em mới về." Tạ Linh Ngọc đưa mắt nhìn Chu Dương, nhỏ nhẹ nói. Lời của cô ấy dường như không có chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là nói ra một câu như vậy. Thế nhưng chỉ cô ấy biết rõ lòng mình lúc đó đang hỗn loạn ra sao. Trước kia cùng sống chung với Chu Dương, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi cô ấy chủ động tìm Chu Dương nói muốn kết hôn, chẳng qua là Chu Dương ở rể, liên tục cho đến bây giờ. Mấy năm ở trường, thêm 3 năm sau khi kết hôn, tổng cộng cũng hơn 7 năm. Theo lý mà nói, hình ảnh giữa Tạ Linh Ngọc và Chu Dương đáng ra là rất nhiều. Tuy nhiên thời khắc này, Tạ Linh Ngọc hoảng hốt nhận ra, trong đầu cô, Hình ảnh bản thân cùng với Chu Dương ở cùng nhau, đột nhiên ít đến kỳ lạ. Ở cùng nhau thậm chí không đến 100 cảnh, mà phần lớn đều là khoảng thời gian phát sinh gần đây. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian mấy năm trước, cô và Chu Dương căn bản không hề ở cùng nhau. Nghĩ đến đây, Tạ Linh Ngọc tinh thần hỗn loạn, vô cùng lạc lõng. Cô không biết tình cảm mình dành cho Chu Dương rốt cuộc là gì, cũng khó phân rõ được bản thân đối với Chu Dương là tình yêu hay chỉ là sự cảm kích. Vì đặc biệt lần này, thẩm bích quân đứng ra đỡ giao cho Chu Dương, một lần nữa khiến cho tạ Linh Ngọc càng mơ hồ, mờ mịt. Cũng được, chúng ta cùng nhau ở lại đợi. Chu Dương gật gật đầu, không hề để ý đến tâm trạng của tạ Linh Ngọc đã có thay đổi. Anh xoay người nhìn về hướng phòng phẫu thuật, thẩm bích Ngọc khi đó vẫn đang hôn mê. Nhưng Chu Dương tin tưởng lời giang tiên sinh, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Đợi một lúc, đã một tiếng rưỡi trôi qua. Ba người Chu Dương vẫn luôn đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Um, đột nhiên, Chu Dương dường như nghe thấy tiếng nói thều thào. Giọng nói nhỏ ấp úng thấy rõ sự khó khăn. Sắc mặt Chu Dương thay đổi, ánh mắt hướng về phòng phẫu thuật, lập tức đứng dậy tiến vào trong. Tạ Linh Ngọc và Nhiêu Xuyên thấy vậy, không do dự cũng bước vào. Chu Dương vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy Thẩm Bích Quân nằm trên giường bệnh đã mở mắt tỉnh lại. Nhưng khi nhìn thấy Chu Dương đi vào, trên khuôn mặt nhợt nhạt của thẩm bích quân, ngay lập tức nở một nụ cười. Có thể được nhìn thấy Chu Dương lần nữa, cô ấy quả thật rất hạnh phúc. chương 244, âm thầm ra tay. Thẩm bích quân cứ ngỡ là mình sắp chết. Cô cũng không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tăng Bình Sương đột nhiên rút dao găm đâm về phía Chu Dương. Trong phút chốc, mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, Chu Dương không kịp tránh né. Cả Nghiêu Xuyên cũng không phản ứng kịp, nhưng Thẩm Bích Quân không biết tại sao cô lại lao lên đỡ ngay khi vừa thấy dao găm lóe lên. Đầu óc cô trống rỗng, không hề suy nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra khi Minh nhào tới. Không nghĩ tới có thể cứu được Chu Dương hay không, không nghĩ tới mình có thể bị thương hay không, không nghĩ tới Chu Dương và mình có thể đều bị thương hay không. Cũng không nghĩ tới Tăng Bình Sương sẽ làm gì tiếp theo, phản ứng của mọi người sẽ như thế nào. Cô chỉ nghĩ ra một chuyện, đó là cô phải nhào tới cô lao lên đỡ như một bản năng không màng hậu quả khi dao găm đâm thẳng vào mình thẩm bích quân biết chu dương không bị gì sau khi thấy vẻ mặt kinh ngạc lẫn phẫn nộ của anh cô hôn mê ngay lập tức nhưng trong lúc hôn mê dường như cô vẫn cảm nhận được điều gì đó mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn cô nghe loáng thoáng tiếng gào thét của chu dương tiếng thần oán của tăng bình sương còn có những âm thanh tạp nham từ những người khác sau đó nữa hình như cô nghe thấy những âm thanh vụn vặt đứt quáng còn có một giọng nói của người hơi lớn tuổi không biết tại sao khi thẩm bích quân nghe thấy hai giọng nói này lại cảm thấy yên tâm lạ thường lúc sau lại giống như cô vừa được ngủ một giấc đợi đến khi tỉnh lại mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy là chu dương giờ phút này thẩm bích quân nở nụ cười nội tâm tĩnh lặng như nước vô cùng bình yên cô tỉnh rồi à chu dương thấy thẩm bích quân tỉnh lại trong lòng cũng thấy mừng rỡ. Nhẹ nhàng bước đến, sắc mặt thẩm bích quân tuy còn hơi xanh sao nhưng cũng đã toát lên một chút hồng hào. Chu Dương biết rõ đây là tác dụng sau khi Giang Tiên Sinh tiến hành châm cứu huyệt đạo. Tuy rằng bây giờ vẫn cảm thấy mọi thứ có hơi hoang đường, nhưng Chu Dương biết tất cả đều là thật. Tạ Linh Ngọc và Nghiêu Xuyên cũng theo vào, thấy Thẩm Bích Quân đã tỉnh thì hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tổng, cô tỉnh rồi, Tạ Linh Ngọc là một người có tính cách đơn giản, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, bước chậm tới trước, nắm lấy bàn tay thẩm bích quân, cảm nhận được mạch tim yếu ớt của đối phương. Bởi vì bị thương mới tỉnh lại nên thẩm bích quân trông có hơi suy nhược, mạch tim cũng hết sức chậm rãi. Mọi thứ đã qua rồi, chả phải tôi cũng không bị gì hay sao? Thẩm bích quân dường như nhận ra được suy nghĩ của tạ Linh Ngọc, nắm ngược lại tay của tạ Linh Ngọc, nhẹ giọng nói giờ phút này bỗng Dương Thẩm Bích Quân cảm thấy chột dạ lạ kỳ. Cô biết mối quan hệ giữa Tạ Linh Ngọc và Chu Dương, nhưng lần này lại là cô không biết lượng sức mà thay Chu Dương chịu đâm một nhát. Sao cô phải làm vậy? Thẩm Bích Quân chợt nghĩ, nếu Tạ Linh Ngọc hỏi cô điều này thì cô biết mình sẽ không trả lời được. Một bầu không khí kỳ lạ dần lan tỏa khắp phòng phẫu thuật. Thẩm Bích Quân vừa tỉnh lại, vô cùng suy nhược. Chu Dương chuẩn bị một ly nước. Để cô uống vài hộp rồi bảo bác sĩ cho cô chuyển sang phòng bệnh. Chu Dương giàu có, vậy nên cũng không cần ở chung phòng với bệnh nhân khác, chọn ngay phòng đơn. Anh không muốn người khác làm ảnh hưởng đến việc hồi phục của Thẩm Bích Quân. Trong lúc Chu Dương còn đang bận đổi phòng bệnh cho Thẩm Bích Quân, bên ngoài đã rất náo loạn. Ở buổi họp báo của công ty Trừng Minh, hai người tăng đại đầu và Thượng Trạch Minh trực tiếp điểm danh phê bình công ty Danh Dương và Chu Dương. Chu Dương đưa người đến sông thẳng vào buổi họp báo, chất vấn tại chỗ tăng đại đầu và Thượng Trạch Minh, thái độ cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, Thượng Trạch Minh mời tôn nhị thiếu gia của tôn gia là tôn càn khôn đến, mong chèn ép được Chu Dương. Mọi người đều cho rằng tôn càn khôn đến thì sẽ chấn áp được Chu Dương, làm anh biết khó mà lui. Thế nhưng, kết quả lại làm người ta bàng hoàng. Chu Dương không những không lui bước, ngược lại còn chất vấn tôn càn khôn, khiến tôn càn khôn chủ động rời đi sau đó, Chu Dương ép Thượng Trạch Minh đưa ra quyết định. Thượng Trạch Minh quyết định đơn phương đóng băng hoạt động, chặn đường làm ăn của Tăng Đại Đầu, Tăng Đại Đầu khẩn cầu không có kết quả liền tấn công người khác, mục tiêu hiển nhiên là Chu Dương. Nhưng ngay lúc nhìn cân treo sợi tóc này không ai ngờ được thẩm tổng thẩm bích quân của công ty danh Dương lại dũng cảm đỡ thay. Che chắn cho Chu Dương, thay anh chịu một nhát dao chí mạng. Tăng đại đầu bị người của Chu Dương giữ lại, nhưng thẩm bích quân cũng bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện nhân dân số 1 để cấp cứu. Sau khi tin tức được truyền ra, chấn động cả Đông Hải. Không ngờ rằng tên tăng đại đầu đó lại liều mình như vậy. Chứ còn gì nữa, ai mà ngờ được ông ta sẽ đem dao găm theo bên mình mọi lúc mọi nơi, rồi lúc quan trọng lại đâm thẳng vào Chu Dương chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thầm Tổng Thẩm Bích Quân không màng mạng sống mà đỡ một nhát đúng là chuyện không ai dám nghĩ tới. Cũng không biết quan hệ của họ là gì mà có thể khiến một người đẹp như Thẩm Bích Quân làm tới bước này. Mấy người đoán xem họ có phải là Chắc không phải đâu, tôi có nghe nói tên Chu Dương kia đã có vợ rồi, hơn nữa còn là người đẹp ngang tầm với Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc. Thật ngưỡng mộ Chu Dương, đều có quan hệ với cả hai người đẹp như này. Mọi người không ngớt bàn luận chuyện xảy ra ở buổi họp báo lúc đó, không ngừng truyền tai nhau. Càng lúc càng tạo ra nhiều phiên bản, làm người khác không biết rốt cuộc cái nào mới là thật. Trừ việc quan tâm thẩm bích quân bị thương có thể chữa khỏi hay không ra thì sự chú ý của mọi người cũng chuyển hướng về phía tăng đại đầu hung thủ là tăng đại đầu đây là điều không cần phải nghi ngờ nữa nhiều người chứng kiến như vậy hắn không chạy thoát được thế nhưng hiện tại tăng đại đầu đang bị người của chu dương khống chế chứ không phải ở đồn cảnh sát điều này không khỏi khiến người khác nghĩ ngợi lung tung tại sao chu dương không đưa tăng đại đầu đi giao cho cảnh sát xử lý phải biết rằng anh khống chế tăng đại đầu thế này thì có thể nói là giam cầm người khác. Trong phút chốc, thành phố Đông Hải ngấm ngầm vận hành, tất cả những người quen biết với Chu Dương đều cùng chú ý đến chuyện này. Thẩm ra, Thẩm Duy Ngôn đương nhiên cũng nghe nói về chuyện này, tuy trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Mặc dù mối quan hệ giữa ông và Thẩm Bích Quân khá là cứng ngắc, thậm chí có lúc còn tưởng sẽ đi bây giờ chắc chắc bị không ít người dòm ngó, Thân là cha ruột của Thẩm Bích Quân, không nghĩ ngờ gì khi Thẩm Duy Ngôn có thể ảnh hưởng quan trọng đến Danh Dương. Chỉ cần Thẩm Duy Ngôn lên tiếng, Thẩm Trạch sẽ trực tiếp ra tay thật mạnh, tiếp quản công ty Danh Dương. Chương 245: Nguy cơ của công ty Danh Dương. Trừ Thẩm gia gia, thành phố Đông Hải vẫn còn xuất hiện không ít những nhóm người như vậy. Đề tài họ thảo luận thế nào cũng liên quan tới Chu Dương, Thẩm Bích Quân và công ty Danh Dương. Phòng làm việc của Phó tổng biên tập bản tin trần chấn nhíu chặt đôi chân mày hút thuốc liên tục cả căn phòng tràn ngập khói thuốc lá trong văn phòng ngoài hắn ra còn có không ít người của tòa soạn cháu trai hắn là trần hạo nam tất nhiên cũng có mặt rất lâu về trước giường như cũng xuất hiện một lần cảnh tượng như thế này đó là lúc chu dương mạnh tay chỉnh đốn cả ngành truyền thông của đông hải thành lập hiệp hội bài trừ họ ra ngoài chú lần này rất nhiều người đã chứng kiến thẩm bích quân trực tiếp che chắn cho chu dương bị tăng bình xương đâm một nhát vào tim, hôn mê ngay lập tức. Theo con thấy thì cô thẩm bích quân này nhất định khó sống. trên mặt trần hạo nam toát lên vẻ điên cuồng, hắn là cháu ruột của trần Trấn, là phóng viên có tiền đồ nhất của tòa soạn, hắn cũng là kẻ có thể hô mưa gọi gió trong mắt đồng nghiệp. nhưng bởi vì đắc tội với chu dương nên tất cả những điều đó đều hóa hư vô. hắn không những phải vào đồn công an, mà còn bị tòa soạn cách chức thậm chí là những người nịnh bợ hắn trước kia cũng bắt đầu có thái độ lạnh nhạt với hắn. Nhiều lần hắn muốn mời người khác ăn cơm cũng bị từ chối. Phải biết rằng ngày trước chỉ có người khác mời hắn, hắn chưa bao giờ phải chủ động mời ai. Bây giờ xảy ra chuyện này, nội tâm Trần Hạo Nam chỉ thấy không gì sảng khoái hơn. Hắn có cảm giác Chu Dương sắp xong đời rồi. Thẩm Bích Quân đỡ một nhát dao cho Chu Dương, rơi vào hiểm cảnh, không rõ sống chết công ty danh dương nhất định sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, với thân phận là cha ruột của thẩm bích quân, người đứng đầu tập đoàn thẩm thị là thẩm duy ngôn nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, Chu Dương chỉ còn là một con chó chết chủ. Hắn muốn hành hạ đối phương thế nào thì cứ việc thôi. Trần Hạo Nam muốn chút hết lên đầu Chu Dương những bực tức mình đã chịu trong khoảng thời gian này. Chuyện này vẫn cần phải suy xét kỹ càng, nhớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chúng ta không gánh hết hậu quả được, tới lúc đó Chu Dương nhất định còn trả thù một cách biên dại hơn. Trần Trấn không đồng ý ngay mà lại im lặng suy nghĩ. Công ty Tuấn Phát, sắc mặt Trần Tuấn sinh u ám, không khí trong công ty ngập thở đến cực độ. Mọi người không biết Tổng Giám Đốc Trần Tuấn sinh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, vừa về công ty thì đã thế này. Chu Dương, lần này thẩm bích quân vì mày mà phải đến bước đường này, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, e rằng mày cũng không dễ chịu đâu, để tạo xem xem những người mày đã dám đắc tội sẽ làm gì. Tôn ra. Sau khi tôn càn khôn về tới tôn ra thì tự nhốt mình trong phòng. Bị Chu Dương đối xử như vậy ở buổi họp báo, Chu Dương căn bản không coi hắn ra cái đinh gì, cộng thêm lần xung đột trước ở tô ra, nội tâm tôn càn khôn phẫn nộ không thôi, rất lâu rồi hắn không tức giận đến vậy. Lần cuối cùng hắn giận dữ đến mức này, hắn đã làm một công ty xương bá không ai địch lại ở Đông Hải thời điểm đó phải phá sản chỉ trong một đêm, bị tôn gia thu mua lại. Còn kẻ chọc giận hắn lúc đó cũng biến mất tâm từ lâu. Lần đó, tôn nhị thiếu gia tôn càn khôn chỉ với một động tác nhỏ cũng làm chấn động cả Đông Hải. Hắn cho rằng từ đó về sau cả thành phố Đông Hải sẽ không có kẻ nào dám động đến hắn, thậm chí chỉ cần nghe thấy tên hắn, mọi người đều phải lo sợ nơm nóp nhưng bây giờ lại có người dám làm hắn mất mặt những hai lần tôn càn khôn không thể chịu được chú hai tôn thiên đến trước phòng tôn càn khôn gọi nhỏ một tiếng sau khi nhận được sự cho phép thì đẩy cửa tiến vào sao vậy tôn càn khôn nhìn đứa cháu trai của mình lập tức che đi phẫn nộ và lạnh lùng trên mặt nặn ra một nụ cười chú hai có chuyện rồi tôn thiên kể lại chuyện đã xảy ra sau buổi họp báo kể đến đoạn thẩm bích quân giúp chu dương đỡ một nhát dao rồi lập tức hôn mê hai mắt tôn cản khôn đột nhiên phát sáng thật không thật ạ à, hiện giờ bên ngoài đã đồn khắp nơi hơn nữa đã có không ít người túc trực bên ngoài bệnh viện một khi biến cố phát sinh những người đó sẽ có được thông tin ngay lập tức tôn thiên trầm giọng nói tôn thiên cũng rất oán hận chu dương chu dương không những nhiều lần không nể nang gì làm hắn mất mặt thậm chí còn dám gây sự với chú hai việc này làm Tôn Thiên tràn đầy oán hận với Chu Dương. Bây giờ công ty danh Dương xảy ra chuyện như thế quả thật là một thời cơ tốt. Được, đúng là trời giúp ta mà, cháu giúp chủ liên lạc với vài người, chủ muốn bàn chuyện làm ăn với ho. Tôn Càn Khôn dặn dò, chuyển tầm mắt tràn đầy hận thù ra ngoài cửa. Tô ra, bố, chẳng lẽ chúng ta không quan tâm thật sao? Tô Vĩ nhìn bố mình, sắc mặt có chút gì đó không phục đương nhiên cậu đã nghe nói về chuyện bên ngoài vừa nghe nói có người dám ra tay với lão đại trong lòng cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo vì vậy cậu ta muốn bố mình ra tay nhưng bố cậu lại bắt đầu do dự bố bố đừng quên lúc trước là chu dương và trần tổng trần thế hảo đến giúp bố thì bố mới thắng được tô thế cầm chẳng lẽ bây giờ bố muốn qua cầu rút ván sao tô vĩ giận đỏ cả mặt hiển nhiên đã rất bất mãn với sự do dự của tô thế minh có vài chuyện không đơn giản như con thấy đâu. Con có biết bây giờ ngoài kia bao nhiêu người để ý Chu Dương không, cả công ty danh Dương nữa? Một khi xảy ra sơ sót nào cho dù có là tô gia chúng ta thì cũng không đỡ được hết. Giọng tô thế minh trầm thấp, dễ dàng nhận thấy đã suy nghĩ cặn kẽ. Chưa cần nói đến đằng sau công ty danh dương của thẩm bích quân có bố cô là thẩm duy ngôn chống lưng, ngay bản thân tập đoàn thẩm thị đã là gia tộc đứng thứ hai trong tầng lớp nhị lưu Đông Hải tuy rằng không sánh được với nhà họ tô nhưng thế lực cũng rất lớn nếu như tập đoàn thẩm thị mà ra tay khoan bàn đến thực lực trên danh nghĩa thôi đã nắm chắc kèo trên suy cho cùng thẩm bích quân là con gái thẩm duy ngôn theo lẽ tự nhiên thì công ty danh dương cũng coi như thuộc tập đoàn thẩm thị huống hồ là bên cạnh còn một tôn gia cũng đang hăm he rình rập như hồ đói chu dương đã làm mất lòng tôn càn khôn mấy lần cũng không phải không có tai họa về sau chỉ là vào lúc đó cả chu dương và công ty danh dương đều đang ở trạng thái lớn mạnh nhất cho dù là tôn gia đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ngáng đường một cách dễ dàng nhưng giờ đây vật đổi sao rời thẩm bích quân gặp chuyện nói không chừng danh dương cũng sẽ mau chóng rơi vào cảnh hỗn loạn đến lúc đó tôn gia ỉ mạnh vung tay thì cho dù tập đoàn thẩm thì có ra mặt e rằng cũng phải nổ ra một trận tranh đấu không nhỏ nếu tô ra ra mặt ngay lúc này Thế thì lập trường của họ là gì? Tô Thế Minh là gia chủ Tô gia, không thể lúc nào cũng làm việc dựa vào ý muốn cá nhân được mà phải suy xét đến lợi ích của cả gia tộc và tình hình chung của những vấn đề xung quanh. Công ty Danh Dương. Sau khi Diệp Sở Thiền quay lại công ty đã cảm nhận được rõ bầu không khí u ám bao trùm. Cô biết chắc e rằng mọi người đã biết rõ chuyện đã xảy ra ở buổi họp báo. Thẩm Bích Quân là tổng tài, cũng là bộ mặt của công ty. Cô xảy ra chuyện sống chết chưa biết thế nào, mọi người trong công ty lòng giả dối bởi cũng là lẽ thường tình. Suy cho cùng, một khi thẩm bích quân gặp chuyện ngoài ý muốn, tương lai công ty danh dương sẽ phát triển như thế nào vẫn là một vấn đề mà không ai nói trước được. Hoặc là có thể tiếp tục phát triển như bây giờ, hoặc là sẽ bị một công ty lớn mạnh khác thu mua. Mỗi người đều lo lắng tiếp tới công ty sẽ phát triển như thế nào còn bọn họ rồi sẽ đi đâu về đâu. Audio điện tử võ tấn bền khét tập 16